Thành Tiên Đường xá nhiều tịch mịch, Bạch Vân Thương cậu ai biết được. Năm tháng trôi qua, hồng trần huyên náo. Đạo như thế nào, mà cũng như thế nào. Ta chỉ có thể hỏi. Có thể vũ hóa đăng tiên. Chương 1. Lên núi. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Dãy núi Lạc Nhật nằm ngang biên giới hai đại đế quốc lương sở ánh sáng mặt trời lặn chiếu khắp làng dưới chân núi nơi này tuy là biên cảnh, nhưng bởi vì có Lạc Nhật sơn mạch ngăn cách, cũng không có chiến sự gì. Thôn trang dưới chân núi tuân theo pháp tắc mãi mãi dựa vào núi ăn núi, đều là lấy săn thú mà sống. Cuộc sống tuy rằng không giàu có, nhưng cũng trôi qua thập phần thỏa mãn. Mà Trần Gia Trang chính là một trong rất nhiều thôn trang này. Nhưng ngày xưa lúc này hẳn là khói bếp lượn lờ, cảnh tượng cả nhà cùng tụ tập vào hôm nay lại không thấy. Trong thôn trang già trẻ đều vội vàng vàng, thập phần sốt ruột hướng cửa thôn chạy tới. Bên kia luyện võ trường, mười mấy thiếu niên 15-16 tuổi còn ở dưới sự chỉ đạo của Trần Đại Thúc thao luyện xung ngưu kình. Nhìn thấy đám người trên đường thần sắc vội vàng, đám thiếu niên này xì xào bàn tán. Có lẽ là nhìn thấy các thiếu niên đều có chút phân tâm thất thần, tay cầm giáo côn Trần Đại Thúc đang chuẩn bị giáo dục các vị thiếu niên, lại bị đi tới lão thôn trưởng gọi lại, chỉ thấy lão thôn trưởng thần sắc nghiêm túc lôi kéo hắn rời đi. Giải tán, theo một tiếng giải tán khẩu lệnh của Trần Đại Thúc, các thiếu niên lập tức giải tán chạy về nhà. Trong đó một thiếu niên, nhưng không có như những thiếu niên khác, mà là đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ. Thiếu niên này họ Trần, tên Linh Quân. Mẫu thân là đại tiểu thư nhà quan lại, đọc đủ thi thư. Nàng không phải là người của Trần Gia Trang này, bởi vì phụ thân đắc tội quyền quý trong triều, rơi vào liên lụy cả nhà, chỉ có đại tiểu thư này dưới sự trợ giúp của lão nô trốn thoát, cơ duyên xảo hợp đi tới Trần Gia Trang này, mai danh ẩn tích cùng Trần Mãn Thương trong thôn hỷ kết liên lý, sinh hạ lão đại Trần Linh Quân cùng lão nhị Trần Quân Trạch. Đây là chuyện gì xảy ra? Trần Linh Quân tò mò hỏi, cũng theo đoàn người hướng cửa thôn phóng đi, chỉ là càng tới gần cửa thôn, truyền đến tiếng khóc, tiếng la lại càng lúc càng lớn. Trong lòng thiếu niên rung lên, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Trong thôn mỗi tháng mùng 1, 15 ngày, trong thôn đều tổ chức nhân thủ đến Hắc Vân Sơn cách đó không xa đi săn. Mà hôm nay chính là mùng 7, theo lệ thường vô luận thu hoạch như thế nào, thủ lĩnh dẫn đội đều sẽ vào hôm nay mang theo đoàn người trở về thôn. Nghĩ tới đây, Trần Linh Quân bước nhanh hơn. Mặc dù có điều phỏng đoán, nhưng là đi tới cửa thôn nhìn thấy cảnh tượng, nhưng vẫn là ngoài dự liệu của hắn. Chỉ thấy trên mặt đất nằm chừng 10 người bị thương cả người mang máu, trong miệng đều phát ra âm thanh thống khổ. Ngoài thôn còn có người bị thương được đỡ lục tục trở về, có chút bị thương nhẹ, còn lại là một mình chống gậy gỗ khập khiễng đi tới. Phụ nhân trong thôn thì tiến lên tìm kiếm nam nhân nhà mình, phụ nhân tìm được người nhà mỗi người mắt mang theo lệ nóng. Hán tử nhà ta đâu, người đâu? Còn có mấy thím không tìm được người đàn ông của mình sụi lơ ở một bên khóc đến hoang mang vô chủ. Trần Linh Quân giống như nhớ tới cái gì, lập tức bước nhanh về phía trước, tìm từng người một trong những người bị thương, chỉ là càng tìm thần sắc càng hốt hoảng. Thì ra phụ thân hắn Trần Mãn Thương lần này cũng đi săn. Mà trong số những người bị thương trở về, chính là không tìm được thân ảnh của phụ thân hắn. Trong thời gian tìm kiếm, mẫu thân cùng đệ đệ cũng vội vàng chạy tới. Trần Linh Quân vội vàng tiến lên giải thích, phụ thân đi theo thủ lĩnh còn ở trong núi cứu người bị thương, cho nên ở đây không thấy bóng dáng phụ thân. Trần mẫu thất thần vô chủ, cũng không suy nghĩ kỹ lời nói của Trần Linh Quân. Thấy mẫu thân trấn định lại, Trần Linh Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bên kia, lão thôn trưởng cùng Trần Đại Thúc đi tới. Mọi người nhìn thấy lão thôn trưởng, tự như có người tâm phúc vây quanh, hỏi thăm tình huống gì. Từ trong miệng lão thôn trưởng biết được, lần săn bắn này vốn là viên mãn mà về. Nhưng ngay khi đội đi săn chuẩn bị trở về, không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên trên trời xẹt qua một đạo bạch quang, ngay sau đó bách thú tề minh, xuất hiện thú triều. Thủ lĩnh Trần Đại Hổ vừa thấy tình cảnh này, lập tức chuẩn bị dẫn đoàn người rời đi. Chỉ là ánh sáng ngày đó có chết hay không liền rơi cách đội ngũ bọn họ không xa. Lúc này mới khiến cho bách thú hướng về phía bọn họ vọt tới. Mọi người ở trong thú triều tự như một chiếc thuyền nhỏ trong biển rộng, tùy thời đều có thể bị nuốt chửng. Hoàn hảo Trần Đại Hổ thông minh, mệnh lệnh mọi người lập tức lên cây, lúc này mới làm đại bộ phận người chỉ là bị chút thương. Chỉ là có mấy tên xui xẻo, còn chưa kịp lên cây, đã bị thú triều nuốt chửng. Mà lão thôn trưởng hiện tại chính là đến tổ chức nhân thủ, đi tiếp ứng còn ở trong núi người bị thương. Trần Linh Quân cũng không có kiên nhẫn chờ đợi, vì vậy hắn len lén rời khỏi đám người, một mình đi về phía ngọn núi lớn kia. Làm trong thôn thiếu niên, mỗi một cái đều theo bậc cha chú vào núi, cho nên đối với trong núi này tình huống cũng đều là thập phần quen thuộc. Trong núi lớn, cổ mộc thương thiên, đại thụ hơn 10 trượng tùy ý có thể thấy được, tán cây thật lớn khiến cho rừng cây dưới trời chiều càng thêm u sâm. Trần Linh Quân giờ phút này cũng không dám hoạt động trên con đường nhỏ giữa cây, bởi vì dưới tàn cây còn thường thường có dã thú đấu đá lung tung, ngay tại vừa rồi hắn còn nhìn thấy một con gấu mù không biết từ nơi nào vọt ra, một con nai bị một chưởng đập ngã xuống đất, không còn hơi thở. Đổi lại là thường ngày, Trần Linh Quân có lẽ còn có thể cảm thấy đây là bánh từ trên trời rơi xuống đập trên đầu mình, hiện tại cũng là không có tâm tư này. Chỉ thấy hắn ở trên cây ánh mắt quét tới quét lui, giống như đang tìm cái gì. May mắn thị lực của hắn thật tốt, cho nên cho dù là ở trên cây cũng có thể thấy rõ sự vật dưới tàn cây. Thì ra là ở đây. Bỗng nhiên Trần Linh Quân giống như phát hiện ra cái gì, nguyên lai là ký hiệu do thành viên trong đội ngũ săn bắn lưu lại. Điều này là để ngăn chặn bất cứ ai đi lạc và đánh dấu một mũi tên trên thân cây. Chỉ đường cho người cứu hộ, theo mũi tên phương hướng, Trần Linh Quân không ngừng thay đổi phương hướng, theo khoảng cách tới gần, tiếng thú gầm, tiếng xôn xao cũng càng thêm rõ ràng, dưới tàn cây mãnh thú cũng càng ngày càng nhiều, chẳng qua giống như cùng dĩ vãng mãnh thú không giống nhau chính là, giờ phút này mãnh thú nhãn cầu là tràn ngập huyết sắc, chỉ nếu không là có vật sống đang ngăn trở đường đi của chúng, thì sẽ không bị chúng nó chú ý. Rốt cuộc sau khi đi được một dặm, Trần Linh Quân tìm được phụ thân Trần Mãn Thương. Chỉ thấy dáng người hắn to lớn, làn da ngăm đen, hơn 30 cái trán hắn cũng đã đầy nếp nhăn. Sắc mặt có chút trắng bệch, ngực trái tựa hồ bị thương, còn bốc máu. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Trần Linh Quân nhảy tới chỗ Trần Mãn Thương đứng trên cây. Ta không sao, chỉ là bị chút vết thương nhỏ, ngươi làm sao tới đây? Trần Mãn Thương nhìn dưới tàn cây mãnh thú, vì thế Trần Linh Quân thông báo sự tình từ đầu đến cuối, còn đem suy đoán của mình cũng nói cho phụ thân. Thật giống thật đúng là như vậy, thật sự là luống cuống thần cũng không chú ý tới, vẫn là nhi tử thông minh. Trần Mãn Thương vỗ đầu, xoay người lại nhảy đến mặt khác trên một thân cây. Nghĩ đến là đi cùng thủ lĩnh Trần Đại Hổ báo cáo việc này, không bao lâu, suy đoán bị chứng thực. Trên cây người bị thương cũng liền từng cái chậm rãi đi lên, mà thủ lĩnh còn ở lại trên cây, nhìn xem xa xa có hay không mãnh thú lại đây, chỉ đạo mọi người đi tới phương hướng. Mọi người cẩn thận đi tới, quả nhiên nửa thời khắc đi qua đều không gặp phải mãnh thú gì, trong lòng mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong khoảnh khắc buông lỏng này, đột nhiên một con đại hổ ngũ sắc sặc sỡ nhảy ra, chỉ thấy thân nó dài 3 trượng, đứng cao gần 1 trượng, liền chuẩn bị nhào về phía Trần Mãn Thương, sợ tới mức hai chân Trần Mãn Thương như nhũn ra, sững sờ tại chỗ. Trần Linh Quân vừa thấy tình hình này, lập tức nhặt hòn đá dưới đất lên, đập về phía đại hổ kia giống như bị khiêu khích, quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Linh Quân. Trần Linh Quân trong nháy mắt cảm thấy áp lực tăng nhiều. Vừa nhìn sự chú ý của con hổ đã rời khỏi người cha. Phụ thân, đi mau. Trần Linh Quân lại hung hăng đập một hòn đá về phía nó, sau đó xoay người nhảy lên cây chạy ngược chiều. Chương 2 Hằng Nguyên Tiên Phủ. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Vì tranh thủ một đường sinh cơ cho mọi người, Trần Linh Quân cố ý chọc giận con hổ này, xoay người đi về phía bầy thú. Bởi vì hắn biết, chính mình đám người là chạy không lại con này đại hổ, chỉ có hướng phương hướng kia đi, dẫn tới cái khác dã thú cùng con này đại hổ khởi xung đột, chính hắn mới có cơ hội chạy trốn. Trần Linh Quân ý nghĩ là tốt, xác thực tại một đường chạy trốn bên trong, có mấy con mãnh thú đem này đại hổ hành vi coi là khiêu khích, đều hướng về đại hổ xuất thủ. Nhưng đều không có địch hợp, chỉ có một con gấu mù giao phong với con hổ này mấy hiệp. Nhưng cuối cùng vẫn chết dưới miệng hổ. Rơi vào đường cùng, Trần Linh Quân đành phải chạy về phía khu trung tâm bầy thú hội tụ kia, chính hắn cũng muốn biết, lần thú triều này đến tột cùng là bởi vì cái gì gây nên. Rốt cục tại lại đi tới không biết bao nhiêu khoảng cách về sau, phía sau ngũ sắc sặc sỡ đại hổ cuối cùng là bị một con núi rừng cự viên chặn lại. Đại hổ lúc này không còn thoải mái như trước nữa. Thừa dịp lúc này, Trần Linh Quân cuối cùng cũng có thể dừng lại, có thể thở một hơi, mà vừa dừng lại, sau lưng nhất thời truyền đến cảm giác đau đớn nóng bỏng. Lúc này mới nhớ tới, trong quá trình chạy trốn, mình bị một con vượn ngăn cản. Thiếu chút nữa bị đuổi theo đại hổ một chưởng vỗ trúng, tuy rằng chính mình trốn được kịp thời, nhưng là lại bị hổ trảo mang đến cương kình cho làm bị thương. Nhận thấy được đại hổ ngũ sắc sặc sỡ nhất thời không rảnh đuổi theo mình, Trần Linh Quân lại tiếp tục chạy về phía trước. Liền phát hiện ra trong một cái hồ nhỏ cách đó không xa đang tản ra ánh sáng nhu hòa, dã thú vọt tới bao vây cái hồ nước nho nhỏ này. Thú vị chính là đám mãnh thú dường như là dựa theo hung mãnh trình độ xếp hàng. Càng là dã thú hung mãnh, càng là ngồi vây quanh ở phía trước nhất, còn lại theo thứ tự phía sau. Đột nhiên mặt hồ giống như bị cái gì kích thích bình thường, nổi lên gợn sóng, chung quanh mãnh thú ngửa mặt lên trời thét dài, đem trong rừng chim tước cả kinh bay loạn chung quanh, trên mặt hồ lập tức hào quang đại phóng, không biết có phải hay không Trần Linh Quân cảm giác có sai, hắn cảm thấy những mãnh thú này đang hấp thu cái kia hồ nước tản mát ra quang hoa. Một màn này ngay cả cự viên cùng đại hổ vừa mới chiến đấu đều bị ảnh hưởng, ngừng lại, sau đó hướng hồ nước nhanh chóng chạy tới. Trần Linh Quân vừa thấy đại hổ này lại hướng phương hướng này mà đến, chính mình thả người cũng hướng hồ nước tới gần vài phần. Chỉ là khi đại hổ cùng cự viên đạt tới hồ nước bên cạnh lúc, tận cùng bên trong vị trí đã bị chiếm cứ, cái này dẫn tới hai cái mãnh thú hướng về chúng nó nhe răng thét dài, bên ngoài các mãnh thú nhanh chóng thức thời tránh ra một cái thông đạo. Mà mãnh thú đã chiếm vị trí tốt tự nhiên không chịu nhường, nhao nhao hướng về cự viên cùng đại hổ phát ra cảnh cáo. Vì thế xuất hiện một hồi hỗn chiến, cự hổ cùng sơn vượn vừa thấy uy hiếp không có tác dụng, trực tiếp bạo tẩu, hướng trung tâm nhất phóng tới. Vốn cho là lần này an toàn, còn có thể nhân tiện xem một hồi trò hay Trần Linh Quân lại phát hiện, vừa mới nhượng bộ khai mãnh thú hướng hắn công kích mà đến. Các ngươi thật đúng là bắt nạt kẻ yếu, không thể trêu vào mấy người trong đó, liền tới công kích ta. Trần Linh Quân tức giận mắng một câu. Bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì xông vào khu vực trung tâm. Đến khu vực trung tâm nhất, quả thật khiến mãnh thú bên ngoài dừng bước. Nhưng nguy hiểm lại xa xa không có giải trừ, ngược lại càng lớn. Chỉ thấy khu vực trung tâm cự viên, đại hổ, kim điêu, cự mãng. Ngươi tới ta đi không khác biệt công kích, trung tâm khu vực cây cối đã sớm bị san thành bình địa, căn bản không có Trần Linh Quân chỗ ẩn thân. Mấy con mãnh thú khổng lồ tuy rằng cũng nhìn thấy Trần Linh Quân, nhưng đều giống như nhìn con kiến, nhìn thoáng qua căn bản không có phản ứng, lại tiếp tục công kích mấy mãnh thú có uy hiếp khác. Mà Trần Linh Quân tránh né mấy công kích, không để ý, bị đuôi dài của cự mãng quét trúng. Cả người giống như mũi tên rời cung, trực tiếp rơi vào trong hồ. Va chạm cực lớn với mặt nước, khiến cho hắn trong nháy mắt bị đánh ngất, mất đi tri giác chậm rãi chìm vào đáy hồ. Không biết qua bao lâu, Trần Linh Quân chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, cũng không có sinh ra loại cảm giác hít thở không thông như lúc gặp phải chết đuối. Mà ánh sáng trong nước giờ phút này đều vọt về phía hắn, chui vào thân thể hắn. Hắn chăm chú nhìn, chỉ thấy cách đó không xa có một hạt châu phát sáng. Chẳng lẽ dị tượng và thú triều này đều do hạt châu này tạo thành? Trần Linh Quân kiểm tra thân thể, phát hiện mấy cái xương sườn gãy của mình đã khép lại, không còn vấn đề gì nữa. Sau đó bơi về phía hạt châu kia, trong nháy mắt hắn đưa tay chạm vào hạt châu. Trần Linh Quân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, mất đi ý thức, khi hắn tỉnh lại đã là thân ở trong một không gian khác. Tuy rằng tò mò, nhưng Trần Linh đều không có hành động lỗ mãng, mà là hô vài tiếng. Có ai không? Có ai ở đây không? Đợi một lát, phát hiện không có ai đáp lại, lúc này mới quan sát chung quanh. Không gian này không lớn, trong phạm vi 4-5 dặm, chính giữa có một tấm bia đá. Trần Linh Quân vội vàng chạy tới. Chỉ là chữ trên tấm bia đá này hắn lại không nhận ra, không giống như là chữ hiện tại. Vì thế hắn cẩn thận đưa tay sờ lên tấm bia đá. Trong chốc lát, trong đầu Trần Linh Quân hiện ra tin tức về không gian này. Hằng Nguyên Tiên Phủ, nguyên là vật tùy thân của Hằng Nguyên Đạo Tổ, bởi vì đấu pháp với một gã sinh tử đại địch, Hằng Nguyên Đạo Tổ trọng thương vẫn lạc, tiên phủ bị đánh rơi phàm trần, khí linh rơi vào ngủ say, cho nên phẩm giai tiên phủ giảm xuống. Nguyên lai nơi này gọi Hằng Nguyên Tiên Phủ, thật không nghĩ tới ta còn có kỳ ngộ này, còn có Hằng Nguyên Đạo Tổ kia, vừa nghe liền là không dậy nổi đại nhân vật, Trần Linh Quân thì thào tự nói, lại tiếp tục xem xét tiếp. Tiên phủ bên trong, hiện tại linh điền 3 mẫu, có thể gia tốc linh thảo sinh trưởng, chỉ vì khí linh ngủ say, không cách nào tự chủ hấp thu trong thiên địa linh khí, cố linh lực trong linh điền thổ nhưỡng dùng một phần ít một phần, cần kịp thời dùng linh thạch đi bổ sung, mặt khác nên tiên phủ rơi xuống này giới, trong tam điện có 2 chỗ đại điện thất lạc, mong mau tìm về. Khí linh giống như hao hết năng lượng, tin tức truyền đến đây liền gián đoạn. Nguyên lai mấy khối đất này có thể gia tốc linh thảo sinh trưởng, vậy nên thử xem, linh thạch, đây không phải là các tiên sư mới có thể dùng sao. Nơi đây nằm ở giao giới giữa hai nước, thỉnh thoảng có chiến sự phát sinh, cho nên tu sĩ hai nước cũng thường xuyên xuất hiện. Thông dân cũng đã quen nhìn thân ảnh các tiên sư, mỗi lần trà dư tửu hậu đàm luận tiên sư lại ở thôn trang nào trảm yêu trừ ma, lại có ai hái được một gốc thiên tài địa bảo hiến cho tiên sư, chiếm được tiên đan tiên sư ban cho. Trần Linh Quân đi dạo vài vòng, tìm trong ngoài mấy canh giờ, không phát hiện thứ gì khác, cũng không phát hiện lối ra ở đâu, không khỏi sốt ruột. Cũng không biết phụ thân bọn họ có bình an trở về hay không, tiên phủ rốt cuộc nên ra ngoài như thế nào đây? Trần Linh Quân vừa dứt lời, trước mắt lại là một mảnh đen kịt. Lập tức Trần Linh Quân phát hiện mình trở lại trong hồ nước. Hạt châu vốn nằm trong tay đã không thấy, ngược lại ngực Trần Linh Quân xuất hiện một đồ án hình tròn. Hắn lập tức hướng mặt hồ bơi đi, đầu thò ra mặt hồ cẩn thận xem xét, sợ đám mãnh thú này còn không có rời đi. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, chung quanh hồ nước đã không còn bóng dáng mãnh thú, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Chẳng lẽ là bởi vì hạt châu biến mất sao? Bất quá đây không phải là chuyện hiện tại hắn nên quan tâm, giờ phút này hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà, miễn cho người nhà lo lắng. Chương 3. Rời nhà. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Trong mấy canh giờ Trần Linh Quân ở trong Hằng Nguyên Tiên Phủ. Tâm tình người Trần gia tự như sóng lớn trên biển, lên lên xuống. Đầu tiên là nhìn thấy Trần Mãn Thương trở về, tuy nói là bị thương, nhưng tốt xấu gì cũng còn sống trở về, không đợi mẹ Trần cao hứng xong, rồi lại nghe được tin dữ Trần Linh Quân ngã vào. Mẹ Trần sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất, Trần Mãn Thương lại càng tự trách không thôi, cũng may một bên có người trấn an, sợ hắn làm ra chuyện ngu ngốc gì. Dù sao Trần Linh Quân tuy nói là vì cứu Trần Mãn Thương mà dẫn dụ hung thú, nhưng cũng đúng là thay bọn họ tranh thủ sinh cơ. Mọi người đợi đến nửa đêm sau, Trần Linh Quân mới từ trong núi lớn trở lại thôn. Linh Quân đã trở lại, Linh Quân đã trở lại. Cũng không biết là ai nhìn thấy, hô lên, nhất thời người trong phòng xông ra. Lúc này Trần Linh đều vô cùng chật vật, tóc tán loạn, quần áo trên người còn rách vài lỗ lớn. Mọi người vội vàng vây quanh hỏi han ân cần, sau một hồi hàn huyên, vẫn là lão thôn trưởng đứng ra. Hiện tại đêm cũng đã muộn, Linh Quân thật vất vả trở về, cũng mệt mỏi. Có lúc nào ngày mai chúng ta nói sau đi. Lúc này mọi người mới tản đi. Mẹ Trần hai mắt đẫm lệ, tiến lên kéo Trần Linh Quân đến dưới ánh nến trong phòng, kiểm tra trong ngoài một lần. Phát hiện quả thật không có vết thương lớn gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi một cái tiểu hài tử, xính cái gì có thể, nhiều như vậy thúc thúc bá bá tại, nhất định muốn ngươi đi dẫn dắt cái kia đại hổ, nếu là ngươi có cái lưỡng trường, kêu vi nương có thể làm sao sống sót. Không đợi Trần Linh Quân kịp phản ứng, mẹ Trần trong nháy mắt biến sắc mặt. Được rồi, đã muộn như vậy, còn để cho hài tử nghỉ ngơi hay không? Mắt thấy mẹ Trần muốn nói không xong, Trần Mãn Thương vội vàng ngăn lại. Mẹ Trần lúc này mới thôi, bảo Trần Linh Quân về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau mặt trời lên cao, Trần Linh Quân mới rời giường. Vừa mới chuẩn bị đi rửa mặt, liền thấy phụ thân cùng lão thôn trưởng đang tranh luận sự tình. Hay là để cho Linh Quân đi, lần này có muốn hay không Linh Quân, còn không biết phải chết bao nhiêu người, ngươi cũng bị thương, trong nhà lại có hai cái oa nhi, coi như không lo lắng chính mình, hai cái oa nhi ngươi cũng không lo lắng sao? Lão thôn trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ, tay còn không ngừng vuốt đầu Quân Trạch. Chỉ là Quân Trạch còn nhỏ, căn bản không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nhưng danh ngạch này là của đứa nhỏ cùng đại gia kia, ta làm sao có thể? Trần Mãn Thương là cái người thành thật, cùng Cuồng Đại lại là hảo huynh đệ, tuy rằng trong nhà khó khăn, nhưng là muốn hắn đoạt đối phương danh ngạch, hắn nhưng cũng làm không được. Phụ thân, ngươi cùng thôn trưởng gia gia đang tranh luận cái gì đâu rồi, như thế nào còn có ta cùng tiểu mập cùng chuyện gì? Rửa mặt xong Trần Linh Quân đi tới, tò mò hỏi. Việc này cứ quyết định như vậy, 3 ngày sau để đại hổ mang Linh Quân đi một lần. Lão thôn trưởng tự hồ không muốn giải thích chuyện này, chỉ nói một tiếng liền xoay người rời đi. Trần Linh Quân hỏi, lúc này mới hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai lần này trong thôn đội săn bắn mặc dù bởi vì Trần Linh Quân xả thân cứu giúp, đại bộ phận người cũng chỉ là bị chút thương nhẹ. Nhưng lần này ngực phải của Trần Mãn Thương bị thương đến phổi. sau này là không có biện pháp làm việc nặng. Mà trong thôn cứ 3 năm đều có một lần tiến cử một danh ngạch với Phi Ưng Bang trong thành. Lúc này đây theo lý thuyết lần này đến phiên Cuồng Đại gia Tiểu Mập Cuồng, tiếp theo mới đến phiên Trần Mãn Thương gia. Nhưng lần này Trần Mãn Thương bị thương, Trần Linh Quân lại xả thân cứu mọi người. Cân nhắc đến trong nhà Trần Mãn Thương còn có 2 con búp bê, cho nên lão thôn trưởng quyết định để cho danh ngạch Cuồng Đại gia cùng Linh Quân trao đổi, để cho Trần Linh Quân đi Phi Ưng Bang mưu một chuyện, lúc này mới có mở đầu đối thoại. Mẹ Trần tuy rằng rất không muốn, nhưng là trong nhà tình huống hiện tại, lại không phải do bà không muốn, chỉ có thể yên lặng lau nước mắt. Thời gian 3 ngày thoáng qua, sáng sớm Trần Linh Quân đã tới nhà Trần Đại Hổ chờ. Không bao lâu, liền nhìn thấy Trần Đại Hổ võ trang đầy đủ đi ra. Tốt lắm, không hổ là con của thôn chúng ta. Trần Đại Hổ vỗ vỗ vai hắn, lôi kéo hắn liền đi ra ngoài. Chỉ thấy 10 mấy chiếc xe do gia súc kéo, phần lớn là trâu, chỉ có 2-3 con là ngựa. Trên xe đều là thu hoạch từ lần đi săn này. Cũng may thói quen của thôn là mùng 7, mùng 8 liền xuống núi, con mồi săn bắn được sẽ sớm giấu ở trong một sơn động, lúc này mới khiến cho săn bắn lần này không có tổn thất quá nhiều. Một hàng 10 mấy người lại muốn kéo hàng hóa, cho nên tốc độ tiến lên liền chậm lại. Thẳng đến giờ mùi 1 khắc buổi chiều mới đến cửa thành. Lạc Nhật thành, cửa thành cao 7-8 trượng, trên thành lâu có binh lính lui tới tuần tra, lệ thuộc phủ thành chủ. Mà cửa thành thì đứng 2 hàng binh đinh, chỉ thấy người xếp hàng đã là một đầu dài, Trần Đại Hổ đám người xếp thành hàng, đến phiên bọn họ lúc, tiến lên theo lệ thường giao vào thành phí dụng sau, liền đi vào. Trong thành cực kỳ náo nhiệt, trên đường cái người đến người đi, các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, còn có tiếng người bán hàng trong đầu đường liên tiếp thét to. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên Trần Linh Quân vào thành, nhưng mỗi một lần nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này, vẫn khiến hắn rất chấn động. Chỉ là lúc này đây Trần Linh Quân lại không có thời gian tinh tế đi dạo, Trần Đại Hổ trực tiếp dặn dò đội phó vài câu, liền dẫn hắn đi tới một bậc thang lớn màu đỏ thẫm. Tấm biển trên cánh cửa viết đến 3 chữ to Phi Ưng Bang, có vẻ thập phần khí phái. Chẳng lẽ 2 người bọn họ còn muốn từ cửa chính đi vào sao? Ngay lúc hắn đang buồn bực, một người từ cửa nhỏ bên phải đi tới, dẫn 2 người vào. Lưu quản sự, để ngài đợi lâu, đây là người Trần gia trang đề cử. Trần Đại Hổ nhìn thấy vị này, lập tức cung kính cúi chào vị Lưu quản sự này, lại quay đầu nói với ta. Còn không mau bái kiến Lưu quản sự. Vãn bối Trần Linh Quân bái kiến Lưu quản sự. Trần Linh Quân cũng học theo Trần Đại Hổ, cung kính hành lễ với đối phương. Có biết thảo dược không? Mặc dù nhận lễ của 2 người, nhưng đối phương vẫn từ trên cao nhìn xuống 2 người. Biết, tiểu tử này là tiểu đại phu của thôn chúng ta, mong quản sự chiếu cố nhiều hơn. Trần Đại Hổ vội vàng cướp đáp, cũng đi lên phía trước đem một túi nhỏ đưa cho đối phương. Lưu quản sự cầm trong tay ước lượng, lúc này mới hài lòng cười nói. Biết là tốt rồi, vậy an bài ngươi đi dược đường làm tiểu dược đồng đi. Đa tạ quản sự, đa tạ quản sự. Vừa nghe tin tức này, Trần Đại Hổ vội vàng lôi kéo Trần Linh Quân tiếp tục hướng đối phương nói cảm ơn. Sự tình làm tốt, Trần Đại Hổ dặn dò hắn vài câu, liền một mình đi ra cửa nhỏ, mà Trần Linh Quân thì bị Lưu quản sự đưa tới một đại sảnh, trên biển số nhà viết Bách Thảo Đường. Người mới đến rồi, thức dược, mau tới tiếp nhận. Lưu quản sự đang chuẩn bị giao tiếp với người của Bách Thảo Đường. Đây không phải Lưu quản sự, sao lại tới Bách Thảo Đường này? Chỉ nghe thấy một giọng nói đột nhiên xuất hiện sau lưng họ và cắt ngang họ. 2 người quay đầu nhìn lại, thì ra là một người trung niên tuổi xấp xỉ Lưu quản sự, giữ lại một nhúm râu dê, phía sau còn có một thiếu niên đi theo. Thiếu niên này tuổi tác cùng Trần Linh đều không kém nhiều lắm, thân dài 5 thước, làn da ngăm đen, vừa nhìn chính là người sống trên núi. Bổn quản sự làm việc, có liên quan gì tới Lý Tùng ngươi, đừng làm chậm trễ việc của ta. Lưu quản sự rõ ràng không muốn phản ứng với hắn, tức giận nói. Nhìn qua quan hệ 2 người không tốt, trong lời nói ẩn giấu sát khí. Nếu là chuyện khác, tự nhiên cùng ta cái này quản sự không quan hệ, nhưng là Bách Thảo Đường người mới danh ngạch, cũng là cùng ta có quan hệ. Vị Lý quản sự này ngữ khí trêu chọc nói. Lý Tùng, ngươi còn là quản sự, đạo lý trước sau ngươi cũng không hiểu sao. Vừa nghe Lý Tùng nói, Lưu quản sự cũng không vui. Vậy thì sao, chỉ cần người của Lưu Năng ngươi không bị người của Bách Thảo Đường đăng ký, vậy thì không tính là người của Bách Thảo Đường. Lý Tùng khinh thường trả lời. Theo tiếng cãi vã của hai người càng ngày càng kịch liệt, đem người chung quanh đều dẫn tới. Cán sự Bách Thảo Đường vừa thấy tình huống không đúng, hai quản sự vì danh ngạch dược đồng này mà tranh chấp, mình khó xử, bên nào cũng không đắc tội nổi, cho nên nhanh chóng chạy vào hậu đường mời quản sự nhà mình. Lưu huynh, Lý huynh, cần gì vì chút chuyện nhỏ này mà tranh chấp, vô duyên vô cớ để hạ nhân nhìn chê cười không phải sao? Chỉ chốc lát, một vị lão giả tóc hoa râm đi ra khuyên giải, xoay người lại giận dữ mắng. Các ngươi đều không cần làm việc sao, còn không lui ra. Trong nháy mắt đám người liền tản đi, chỉ còn lại có 5 người ở đây. Hồng huynh, không phải ta không nói đạo lý, còn không phải họ Lý khinh người quá đáng, ta đã dẫn người tới, danh ngạch Bách Thảo Đường tự nhiên thuộc về ta. Lưu có thể nghĩ đến cho dù không vì Trần Đại Hổ hối lộ ngân lượng, nhưng bị nhiều như vậy thuộc hạ nhìn thấy, nếu như này sẽ lùi bước, hắn Lưu có thể về sau còn có thể quản được ai, cho nên tuyệt đối không thể lùi bước. Lý Tùng tự nhiên không thừa nhận, cũng là tranh luận. Chương 4. Biện thuốc. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Tuy rằng ba người đều là quản sự, nhưng Hồng Tiền là quản sự của Bách Thảo Đường, hơn nữa Bách Thảo Đường lại là đường khẩu quan trọng của Phi Ưng Bang, cho nên quyền thế địa vị đều cao hơn Lưu Năng, Lý Tùng hai người một mảng lớn. Nếu Lưu huynh, Lý huynh đều không chịu nhượng bộ, vậy chúng ta liền để cho hai thiếu niên này tỉ thí biện dược, thắng người lưu lại, hai vị thấy thế nào? Hồng Tiền cười khanh khách vuốt râu, đưa ra một phương án giải quyết. Đồng ý, hai người trăm miệng một lời đáp. Dù sao hai người lúc này đều là đâm lao phải theo lao, mà Hồng Tiền đưa ra phương án cũng không tồi, vậy theo bậc thang xuống, xem như cho Hồng Tiền một cái mặt mũi. Mặt khác coi như chính mình bên này thua, đó cũng là thiếu niên vấn đề, chính mình hỗ trợ theo lý tranh luận qua, cũng xứng đáng bọn họ đưa bạc. Lý Tùng thì mừng thầm, nguyên lai trước khi đến, hắn đã hiểu rõ tiểu tử họ Tống này là hài tử của thôn y Tống Gia Trang, mà tiểu tử họ Trần kia chẳng qua là hài tử thợ săn, cho nên cảm thấy mình nhất định có thể thắng. Nếu song phương đều đồng ý, cũng ngồi xuống, chờ đợi tỷ thí bắt đầu. Mà ở chờ đợi nửa khắc đồng hồ bên trong, hậu đường bên trong mấy gã sai vặt ở đại sảnh bày đầy các loại dược liệu. Hai người có biết đọc không? Hồng Tiền hỏi hai người Trần Linh Quân. Nhận thức được. Không biết. Trần Linh Quân, Tống Thiên Nhân hai người thành thật đáp. Xem ra người của Lý quản sự cũng không được tốt lắm, không biết chữ, cũng không biết là tìm ở góc nào. Vừa nghe đối phương không biết chữ, Lưu Năng lập tức trào phúng nói. Lý Tùng cũng không đáp lời, nhưng nhìn ra được hắn rất tức giận, mặt đỏ bừng. Nghĩ đến có người không biết chữ, cho nên không lựa chọn viết phương thức, mà là để cho hai người bọn họ tách ra, dẫn bọn họ đi đại sảnh biện dược. Hỏi đáp. Thắc mắc hỏi cách đao loa. Cái này cũng không làm khó được Trần Linh Quân, hắn tại núi lớn đi dạo nhiều, đối với các loại dược liệu cũng là thập phần quen thuộc. Ba vị quản sự ở hậu đường thưởng thức trà, chờ đợi kết quả cuối cùng. Cũng không lâu lắm, hai gã sai vặt lại dẫn hai người đi tới hậu đường, báo cáo kết quả với ba vị quản sự. Bẩm quản sự, Trần Linh Quân đáp đúng 186 loại dược thảo, Tống Thiên Nhân đáp đúng 184 loại. Gã sai vặt cúi đầu bẩm báo. Điều này sao có thể, tiểu quỷ họ Trần kia sao có thể thắng? Lý Tùng đứng lên, không thể tin được người mình mang đến lại thua bởi hài tử thợ săn. Như thế nào, Lý quản sự cho rằng lão phu sẽ làm bộ trong chuyện này sao? Hồng Tiền tựa như mèo bị giẫm đuôi, trong nháy mắt đứng lên, ngay cả lời khách khí cũng tiết kiệm, gọi thẳng Lý quản sự. Không dám, không dám, ta làm sao lại không tin thái độ làm người của Hồng huynh chứ? Lý Tùng cũng nhận ra mình thất thố, vội vàng xin lỗi đối phương. Không sao, nếu kết quả đã ra, Lý huynh nghĩ đến còn có việc phải xử lý, ta sẽ không ở lại. Lý Tùng vừa nghe lời này, liền hiểu được đối phương hạ lệnh trục khách, ở lại nữa chính là tự tìm mất mặt, vì thế liền mang theo người rời đi. Không đợi Lý Tùng đi ra hậu đường, Lưu Năng liền khẩn cấp cười ha ha. Tiểu tử, sau này hãy nghe lời Hồng quản sự. Có lẽ là bởi vì Trần Linh Quân cho hắn mặt mũi, Lưu Năng đối với Trần Linh Quân cũng nhiều hơn vài phần thân thiết, sau đó lại cùng Hồng Tiền khách sáo vài câu, lúc này mới rời đi. Chờ hai người kia đi rồi, Hồng Tiền phân phó thủ hạ, mang Trần Linh Quân đi lĩnh quần áo, làm quen sự vật một chút. Vì thế Trần Linh Quân đi theo gã sai vặt, thuận tiện nói chuyện với nhau. gã sai vặt này họ Lục danh Minh, tới nơi này đã nhiều năm rồi. Hắn nói cho Trần Linh Quân Bách Thảo Đường chia làm Đan Dược Các, Bách Thảo Viên cùng với Đan Phương Các. Người mới đến Bách Thảo Đường đều là bắt đầu từ Đan Phương Các trước, bên trong Đan Phương Các ngoại trừ cất giữ các loại phương thuốc, chính là đại lượng điển tịch dược thảo. Người mới cần ở lại đây đủ 1 năm, thuộc lòng dược thảo cùng với các loại đan phương, mới có thể xin chức vụ mới, mặt khác mỗi tháng sẽ phát 5 lượng bạc, mà cứ cách 4 tháng đều sẽ có một lần kiểm tra, người đủ tư cách mới có thể tiếp tục lưu lại. Nguyên bản còn cảm thấy muốn ở Đan Phương Các cùng thư tịch giao tiếp 1 năm hội thập phần vô vị, vừa nghe 1 tháng sẽ phát 5 lượng bạc, Trần Linh Quân lập tức hứng thú, chỉ cần nhớ kỹ liền có tiền, đây không phải là bánh từ trên trời rơi xuống sao, về phần kiểm tra Trần Linh Quân ngược lại không để ở trong lòng. Hai người nói xong liền đi tới chỗ tạp vật, lĩnh quần áo đệm chăn, nguyên lai quần áo của mỗi một đệ tử đường khẩu là bất đồng, mà Bách Thảo Đường là ký hiệu của một gốc cây nhân sâm. Cuối cùng liền tiếp tục mang theo Trần Linh Quân đi tới chỗ ở. Một dãy phòng chỉnh tề, đẩy cửa phòng ra. Bên trong hai bên bày chừng 10 cái giường, ở giữa đặt 2 cái bàn tròn lớn. Theo Lục Minh nói, ở đây đều là thiếu niên bằng tuổi Trần Linh Quân. Giúp Trần Linh Quân dọn dẹp giường, Lục Minh dặn dò hắn. Hôm nay là ngày đầu tiên, cho nên chỉ cần làm quen tình huống, cơm chiều đúng hạn sẽ có người đưa tới, sáng mai giờ thìn hắn sẽ tới mang Trần Linh Quân đi Đan Phương Các, bảo Trần Linh Quân không nên ngủ quên. Nói xong Lục Minh cũng rời đi. Trần Linh Quân chạy 1 ngày đường lúc này mới xem như có thời gian thở dốc, nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, tinh tế suy tư chuyện xảy ra hôm nay, bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi. Cho đến khi một trận tiếng ồn ào đánh thức hắn, khi hắn đứng lên nhìn, thì ra là những thiếu niên khác đã trở lại, giờ phút này đã đến giờ cơm. Sờ sờ bụng, Trần Linh Quân nhất thời cũng cảm thấy có vài phần đói khát. Một vị thiếu niên trong đó cho rằng Trần Linh Quân ngượng ngùng tiến lên, liền nhiệt tình bưng cho hắn một phần, Trần Linh Quân vội vàng nói cảm ơn. Bữa tối vô cùng phong phú, cơm trắng thơm ngào ngạt phối hợp với thịt kho tàu, còn có rau xanh. Trần Linh Quân thật sự khó có thể tưởng tượng đây là thức ăn hàng ngày của Phi Ưng Bang, nếu là ở Trần Gia Trang, một bữa cơm như vậy, 1 năm cũng không ăn được mấy lần. Ăn cơm xong, các thiếu niên đều nằm nghỉ ngơi trên giường của mình. Bởi vì tuổi tác xấp xỉ nguyên nhân, cho nên rất nhanh Trần Linh Quân liền cùng bọn họ đánh thành một mảnh, từ trong miệng bọn họ thu được về Phi Ưng Bang rất nhiều tin tức. Phi Ưng Bang là một trong 3 đại bang phái trong thành, nổi danh cùng Phi Long Đường, Huyết Lan Bang. Nếu như nói thành chủ là người thống trị bên ngoài, vậy 3 đại bang phái này chính là người thống trị bóng tối. Bình thường liên thành chủ phủ đều cho bọn họ 3 phần mặt mũi. Bản thân Phi Ưng Bang lại chia làm 3 đường khẩu, ngoại trừ Bách Thảo Đường, còn có Hình Phạt Đường, Huyết Nhận Đường. Hình Phạt Đường tên như ý nghĩa là xử lý đệ tử phạm sai lầm trong bang, mà Huyết Nhận Đường lại là bảo vệ sự thống trị của Phi Ưng Bang trong thành, thường xuyên cần ra ngoài chém giết, cho nên một trong những ý nghĩa tồn tại của Bách Thảo Đường chính là cứu chữa người bị thương. Trần Linh Quân không khỏi cảm khái, không nghĩ tới Phi Ưng Bang so với ở trong thôn nghe được càng thêm lợi hại, vừa nghĩ tới đây, lại nhìn không được nhớ tới thân nhân trong nhà, bọn họ sống có khỏe không, có nhớ mình hay không. Trong lúc bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Trần Linh Quân dậy thật sớm, sau khi ăn xong bữa sáng đưa tới, liền chờ Lục Minh đến, mà những thiếu niên khác thì có nhiệm vụ khác, không ở cùng một chỗ với Trần Linh Quân. Không lâu sau Lục Minh tới. Lục Minh đại ca chào buổi sáng. Trần Linh Quân hướng Lục Minh chào hỏi. Chào buổi sáng, tối hôm qua ngủ có khỏe không? Lục Minh cũng nhiệt tình đáp lại. Hai người hàn huyên vài câu, liền cùng hắn nói lên quy củ trong Đan Phương Các. Đan Phương Các chia làm 3 tầng, người mới chỉ cho phép hoạt động ở tầng thứ nhất, mặt khác nghiêm cấm phá hư điển tịch cùng tự mình mang ra ngoài, bằng không người nhẹ trục xuất Phi Ưng Bang, người nặng đánh chết tại chỗ. Chỉ chốc lát sau hai người liền đi tới cửa vào, đây là một cái tường vây đại môn chỗ. Chỉ thấy Lục Minh đi lên phía trước, đưa ra lệnh bài thân phận với thủ vệ ở cửa, lúc này mới dẫn Trần Linh Quân đi vào Đan Phương Các. Trần Linh Quân còn tưởng rằng như vậy là được. Không nghĩ tới sau khi đi vào trên hành lang thật dài còn tiến hành xác minh thân phận 2-3 lần, sau khi toàn bộ thông qua, mới chính thức đi tới chỗ trung tâm của Đan Phương Các. Chỉ thấy đây là một tòa nhà 3 tầng đứng lặng trước mắt, Lục Minh tiến lên cung kính hành lễ với lão giả trên ghế nằm ở cửa. Tiền bối, đây là người mới nhập đường, Trần Linh Quân. Kính xin tiền bối cho qua. Trần Linh Quân thấy thế cũng nhanh chóng tiến lên hành lễ với vị lão nhân này, cũng cung kính hai tay dâng lên lệnh bài thân phận. Một lát sau, chỉ nghe lão giả nói: Đi vào đi. Lục Minh triều Trần Linh Quân lại dặn dò mấy tiếng, liền xoay người rời đi. Mà Trần Linh Quân lại hít sâu một hơi, lúc này mới cất bước bước vào trong đó. Chương 5 Thanh Mộc Quyết. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Tiến vào Đan Kinh Các, bên trong là một cái bố trí hình tròn, ở giữa bị một cái hành lang tách ra. Hai bên là mấy dãy giá sách tản ra mùi thơm ngát. Nhìn kỹ mới phát hiện, giá sách này dĩ nhiên là gỗ lê vàng chế thành, vừa nhìn niên đại, hiển nhiên không thấp hơn 50 năm tuổi cây, trách không được lại có mùi thơm như thế, vả lại gỗ lê vàng này có hiệu quả đuổi côn trùng, điển tịch đặt ở trên này tự nhiên không lo lắng bị côn trùng làm hư. Trần Linh Quân thầm nghĩ một tiếng thật là xa xỉ, một cái giá sách này đủ cho cả nhà bọn họ ăn mấy chục năm rồi. Cuối hành lang là cửa vào lầu 2, đồng dạng cũng có người canh gác, Trần Linh Quân nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt, không dám khiến cho bọn họ chú ý. Hắn lại ở mấy cái giá sách dạo qua vài vòng, mỗi cái giá sách trên điển tịch kém không nhiều lắm 5-6 quyển. Nhưng nhìn kỹ xuống, mới phát hiện này một quyển điển tịch đều là bên ngoài khó gặp chi vật, hắn tuy rằng trước kia chưa từng thấy qua, nhưng là lão thôn y nhưng là cho hắn nói qua mấy quyển điển tịch tên, cùng với về những kia cổ bản cố sự. Hắn thập phần rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy lão thôn y trong mắt hàm chứa vô hạn khát vọng cùng hướng tới, nếu có thể liếc mắt một cái, cho dù là chết hắn cũng là cam nguyện. Toàn bộ tầng thứ nhất đến xem điển tịch người không nhiều lắm, lác đác mấy người, lẻ tẻ phân bố ở các góc, tuy rằng xem điển tịch bất đồng, nhưng là bọn họ chỗ giống nhau chính là tuyệt đối an tĩnh, không dám châu đầu ghé tai chút nào. Nghe nói đã từng có một đệ tử, tự cho là con trai trưởng lão trong bang, liền ở trong Đan Kinh Các này không kiêng nể gì mà cãi nhau, cuối cùng bị đánh gãy tứ chi đuổi ra Phi Ưng Bang, ngay cả phụ thân trưởng lão của hắn cũng bởi vậy mà bị phạt. Từ đó về sau không ai dám coi thường quy củ nơi này nữa. Trần Linh Quân đi qua một bên, cầm lấy một quyển điển tịch tên là Bách Thảo Kinh chăm chú nhìn, bên trong ghi chép đặc thù của các loại dược thảo, dược hiệu, thuộc tính, nên bồi dưỡng như thế nào vân vân. Vừa nhìn Trần Linh Quân liền mê mẩn, đứng bất động. Thẳng đến buổi trưa, bụng truyền đến cảm giác đói khát lúc này mới từ trong trạng thái si mê kia lui ra. Lúc này Trần Linh Quân giống như là một khối khô quắc bọt biển, điên cuồng hấp thụ tri thức hải dương bên trong hơi nước, hắn biết sớm muộn có một ngày những thứ này có thể dùng tới. Mặt trời mọc mặt trời lặn, 2 tháng cứ như vậy trôi qua. Trần Linh Quân mỗi ngày chính là giường chiếu, Đan Phương Các trong lúc đó lui tới, liền mỗi tháng cho bọn hắn những thiếu niên này kinh nguyệt kỳ, tại những thiếu niên khác đều chạy đến trong thành đi chơi đùa thời điểm, chỉ có hắn vẫn là trước sau như một. Vốn tưởng rằng cuộc sống này sẽ trôi qua bình thản không có gì lạ. Thẳng đến có một ngày, khi hắn lật sách trên giá sách, nhất thời không đứng vững, đụng vào một góc giá sách, dẫn đến chỗ nối liền giữa giá sách này và giá sách liền kề xuất hiện một chút khe hở. Ở giữa hai người này, Trần Linh Quân lại phát hiện kẹp một quyển sách. Có lẽ là niên đại quá lâu, quyển sách này bề mặt đều có chút ố vàng, bất quá mặt trên Thanh Mộc Quyết 3 chữ nhưng vẫn là rất rõ ràng. Trần Linh Quân nhìn xung quanh, phát hiện không có ai ở góc này. Vì thế cẩn thận từng ly từng tí đem quyển sách này từ trong khe hở rút ra. Phủi bụi trên đó, cẩn thận mở sách ra. Bên trong ghi chép lại không phải về dược thảo, đan phương tri thức, lại càng không phải võ học điển tịch chiêu thức. Trần Linh Quân mặc dù không có đứng đắn học qua võ công, nhưng là tại đến Phi Ưng Bang trong 2 tháng này, cũng kiến thức qua, cho nên hắn khẳng định đây không phải võ học điển tịch. Trong sách này giảng thuật như là chân khí lưu thông phương thức, như thế nào vận chuyển chu thiên, đem chi quy nạp tại đan điền, mặc dù không có rõ ràng chiêu thức. Thế nhưng cũng may, bên cạnh có mấy bức phối đồ, ngược lại cũng cùng Huyết Nhận Đường đám người kia đã tọa luyện công tư thế giống nhau, để cho người đọc biết nên làm như thế nào. Trần Linh Quân nhất thời liền cảm thấy quyển sách này tuyệt đối bất phàm, bằng không cũng sẽ không bị giấu ở chỗ này. Mặc dù đãi ngộ ở Bách Thảo Đường này thập phần hậu đãi, nhưng là có thiếu niên nào trong lòng không tồn tại một giấc mộng thiếu hiệp cầm kiếm đi chân trời góc bể chứ. Chỉ là vào Bách Thảo Đường, liền không cho phép đi học tập võ công Huyết Nhận Đường, cái này cũng khó trách Trần Linh Quân nhìn thấy điển tịch này trong lòng mừng thầm. Bất quá Trần Linh Quân giờ phút này cũng không dám phát ra động tĩnh quá lớn, sợ bị người nhận thấy được hắn không đúng, có nhiều lần tại xem điển tịch lúc, đều có thể cảm giác được có người đang nhìn chăm chú hắn, tuy rằng cảm giác kia chỉ là một cái chớp mắt mà qua, nhưng là hắn cảm giác đó là sự thật. Vậy nên mang ra ngoài như thế nào đây? Đang lúc hắn khổ não, đồ án trên ngực đột nhiên nóng lên. Đúng vậy, sao lại quên nó? Trần Linh Quân vỗ đầu một cái, chính mình kỳ thật có thể mượn không gian kia, đem sách vở này cho mang ra ngoài. Chỉ thấy hắn cầm thư tịch trong tay, nhẹ nhàng đọc một chữ thu. Quyển sách lập tức biến mất khỏi tay. Nhìn thấy sách biến mất khỏi tay, hắn lúc này mới thả lỏng xuống, ngay sau đó nhẹ nhàng dời giá sách trở về. Hắn làm xong những chuyện này, tuy rằng sớm đã không có tâm tư xem những điển tịch này, nhưng hắn cũng không dám đi ra ngoài sớm, sợ khiến cho người nào đó chú ý. Như ngồi trên đống lửa, rốt cuộc đợi đến giờ ăn trưa. Trần Linh Quân liền rất tự nhiên trở về phòng ngủ, dựa theo dĩ vãng đến xem, còn có một canh giờ, mới có những người khác trở về, vì vậy hắn liền tự mình đi vào trong tiên phủ. Tiên phủ vẫn là đuổi theo một lần tiến vào giống nhau, không có gì biến hóa, nguyên bản muốn trồng một ít dược thảo hắn, cũng bởi vì bị đưa tới cái này Phi Ưng Bang duyên cớ, chưa kịp vào núi đi cấy ghét, ngẫm lại có cơ hội đến Bách Thảo Viên, nhất định phải vùng trồng lấy một ít hạt giống tự mình trồng xuống. Chỉ là đôi khi kế hoạch lại không thay đổi nhanh bằng. Cầm lấy sách, đối diện với tranh vẽ trên sách. Trần Linh Quân khoanh chân ngồi xuống, hai tay dựa theo thủ thế trên tranh vẽ vận chuyển luyện tập hơn nửa canh giờ, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, có cảm giác nói không rõ. Nửa ngày mệt mỏi này bị quét sạch. Chỉ là hắn lo lắng những người khác sẽ trở lại, cho nên liền ngừng lại, rời khỏi tiên phủ. Người luyện võ tối kỵ 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Cứ như vậy, mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi của Trần Linh Quân, tăng thêm một hạng mục luyện công buổi trưa. Bất quá 10 ngày qua đi, hắn cũng dần dần phát hiện không đúng, vì cái này điển tịch bên trong chỉ có đã tọa lúc công pháp, lại không có võ học chiêu thức. Chẳng lẽ đây chỉ là một quyển công pháp đã tọa dưỡng khí? Trần Linh Quân ngẫm lại cũng không có khả năng, nếu vẹn vẹn chỉ là như vậy, cũng không cần phải giấu kín như vậy. Hắn lại nghĩ tới một số lão nhân trong thôn Trà Dư Tửu Hậu nói đến một ít kiến thức, nói có một số điển tịch võ học dùng thủ pháp đặc thù, cần đặt ở dưới mặt trời xem. Hoặc là đem điển tịch thả vào trong nước, mới có thể hiện ra nội dung chân chính. Vì thế hắn thử xé tờ thứ nhất, nội dung trên tờ thứ nhất hắn đã nhớ thuộc lầu lầu, tự nhiên cũng không sợ tờ giấy này hư hao. Hắn đem tờ giấy này để vào linh điền bên cạnh vũng nước bên trong, khi tờ giấy này bị toàn bộ thấm ướt về sau, đột nhiên trong lúc hắn phát hiện tờ giấy này ở giữa giống như còn kẹp một tầng. Trần Linh Quân nhanh chóng vớt tờ giấy lên, cẩn thận loại bỏ phần đã bị ngâm, một tờ giấy dầu hoàn toàn bất đồng liền xuất hiện trước mắt hắn. Tờ giấy dầu này mở đầu liền viết 3 chữ to Thanh Mộc Quyết. Thì ra đây mới thật sự là Thanh Mộc Quyết. Mà sau khi xem tiếp, càng làm cho hắn mừng rỡ. Thanh Mộc Quyết này dĩ nhiên là một quyển tu tiên công pháp, tổng cộng chia làm 9 tầng, đối ứng tụ khí kỳ 9 tầng. Vừa nghĩ tới nếu mình có thể tu luyện thành công, có thể giống như tiên sư, Đằng Vân Giá Vũ, trường sinh bất lão. Tâm tình bình tĩnh không gợn sóng của Trần Linh Quân cũng nổi lên sóng lớn ngập trời. Tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện ra bí mật này của ta. Thật vất vả sau khi bình tĩnh lại, Trần Linh Quân cái thứ nhất nghĩ đến chính là muốn bảo thủ bí mật này, một quyển thượng thừa võ học điển tịch còn có thể làm cho võ lâm nhất lên gió tanh mưa máu, huống chi là một quyển tu tiên công pháp. Sau đó Trần Linh Quân liền đem giấy trên sách vở y hồ lô họa biều, đem giấy dầu kẹp trong đó lấy ra, đặt trên mặt đất. Chương 6. Phong ba lóe sáng. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Cứ như vậy, mỗi ngày buổi trưa Trần Linh Quân liền ở trong phòng len lén tu luyện, cuộc sống gia đình tạm ổn vậy thì dễ chịu. Nhưng ông trời giống như nhìn không được, thế nào cũng phải tìm cho hắn chút chuyện. Phi Ưng Bang cùng Thiên Long Đường, Huyết Lan Bang khai chiến, cùng hắn cùng phòng rất nhiều người đều bị phân phối ra ngoài có cho rằng. Nghe Lục Minh đại ca nói là bởi vì Phi Ưng Bang một cái thủ hạ, ở ngoài thành Tây Sơn phát hiện một cái loại nhỏ quặng sắt, đây chính là trọng yếu vật tư. Cho nên cao tầng Phi Ưng Bang phong tỏa tin tức này, muốn vụng trộm khai thác mỏ sắt này, nhưng một màn vụng trộm này trùng hợp đã bị người của Phi Long Đường nhìn thấy. Vậy còn được, một khối thịt mỡ như vậy Phi Long Đường sao có thể để Phi Ưng Bang độc chiếm, nhưng lại lo lắng mình không lấy được Phi Ưng Bang, liền mời Huyết Lang Bang cùng tới cửa, yêu cầu chia một chén canh. Phi Ưng Bang này sao có thể nhẫn, tự nhiên không chịu nhượng bộ, quả nhiên ba bên trao đổi một phen cuối cùng tan rã trong không vui. Vì vậy, ngày hôm sau liền xuất hiện Phi Long Đường cùng Huyết Lan Bang đệ tử trùng kích Tây Sơn quan sát sự kiện. Đây không phải là rõ ràng đánh Phi Ưng Bang mặt sao? Phi Ưng Bang này nếu nén giận, vậy làm sao dẫn đội ngũ? Cuối cùng cao tầng Phi Ưng Bang thương lượng quyết định phản kích. Kết quả là, ba bên tại Tây Sơn quan sát phụ cận đã xảy ra mấy lần huyết chiến, chết trận hơn 10 người, thương thế liền càng nhiều. Trần Linh Quân buồn bực nói. Bang ta lấy một địch hai, chỉ thương vong nhiều người như vậy, vậy vẫn là rất lợi hại sao? Xem ra hai bang phái khác không phải là đối thủ của chúng ta, ngươi nghĩ sai rồi. Tuy rằng Huyết Lang Bang cùng Phi Long Đường tới, nhưng ai nói bọn họ đồng tâm đồng đức, bất quá là mặt cùng tâm không hợp, không bỏ đá xuống giếng đã là không tệ rồi. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng rằng hai người bọn họ sẽ đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau sao? Lúc này mới khiến cho bang ta có thể ngăn cản. Lục Minh chậm rãi giải thích, mặt khác còn dặn dò Trần Linh Quân, mấy ngày này có thể cũng sẽ an bài hắn ra ngoài. Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, đã có người mang theo Trần Linh Quân cùng mấy người còn lại đến đại sảnh. Ngoài bọn họ còn có 10 thiếu niên hắn không quen biết. Đợi một lát, Hồng Tiền quản sự dẫn một người đến đại sảnh, mở miệng nói. Nói ngắn gọn, bởi vì chiến sự lần này có chút ngoài ý muốn, cho nên đường ta cần điều động nhân thủ đến Tây Sơn cứu chữa huynh đệ bị thương, các ngươi là nhóm cuối cùng. Bên cạnh lão phu vị này là Huyết Nhận Đường Mạnh Nhàn Mạnh quản sự, lát nữa các ngươi cùng hắn đi Tây Sơn, lời của hắn giống như lời của ta, nghe rõ chưa? Hiểu rồi. Mọi người trăm miệng một lời đáp. Nói xong vị Mạnh quản sự kia liền dẫn đoàn người ra cửa lớn, cùng các vị đệ tử Huyết Nhận Đường ngồi xe ngựa đi tới doanh trại Tây Sơn. Xem ra tình thế quả thật nguy cấp. Trần Linh Quân lẩm bẩm nói. Một nhóm người, tính cả trên xe vật tư, chạy tới Tây Sơn lúc đã là buổi trưa ba khắc. Đi tới doanh địa, Trần Linh Quân mới phát hiện, Tây Sơn này cũng không phải một tòa ba, mà là ba tòa núi nhỏ, mà ba tòa núi nhỏ này lại sắp xếp thành hình tam giác. Mỏ sắt mà mọi người tranh đoạt nằm ở giữa tam giác này. Khó trách ba bang phái tranh đoạt mấy ngày, cũng không phân rõ cao thấp. Bởi vì ai cũng không dám toàn lực ứng phó đi chiếm lĩnh doanh trại địch quân, một khi toàn lực xuất kích, nếu công chiếm doanh trại đối phương cố nhiên là tốt nhất. Vạn nhất thất bại, doanh trại của mình lại bị bên thứ ba thừa dịp hư mà vào, vậy thật đúng là hồ ly không bắt được, chọc một thân tao. Vừa tới doanh trại, cũng không có thời gian để đám người Trần Linh Quân nghỉ ngơi, Huyết Nhận Đường an bài đi phòng vệ tiền tuyến, mà người của Bách Thảo Đường trực tiếp an bài đi cứu chữa cho đám người bị thương. Lều của người bị thương có hơn 10 cái, trong mỗi lều có mấy chục người bị thương nằm ở trên giường gỗ tạm thời ghép lại, chỉ thấy bọn họ có người bị thương ở đầu, tay bị chặt đứt. Trong lều đã có mấy huynh đệ Bách Thảo Đường ra sức cứu chữa, vừa thấy đám người Trần Linh Quân đến, lập tức an bài bọn họ làm việc. Cân nhắc đến Trần Linh Quân cũng là mới nhập bang, cho nên an bài hắn phụ trách đi viết phương thuốc cùng với lấy dược liệu. Vốn còn nghĩ, có thể hay không mượn cơ hội lần này, lấy một chút dược liệu hoặc là hạt giống, trợ giúp chính mình tu luyện đây. Không nghĩ tới vô tâm cắm liễu liễu thành ấm, Trần Linh Quân lập tức đáp ứng. Chỉ là kế tiếp mấy canh giờ công tác, ngược lại làm cho hắn hảo một trận bận rộn, ban đầu còn tưởng rằng chuyện này rất nhẹ nhàng, hiện tại cũng đã cải biến ý nghĩ. Tuy nhiên thu hoạch của Trần Linh Quân cũng rất lớn, trong quá trình lấy dược liệu, để lại cho mình chút hạt giống. Thừa dịp này nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối còn có việc bận. Mạnh Phàm dẫn đầu nói với hắn. Mạnh Phàm này lớn hơn Trần Linh Quân vài tuổi, nghe nói là con trai của Mạnh Nhàn, bởi vì làm lão tử ngại đánh giết quá nguy hiểm, cho nên mới an bài Mạnh Phàm này đến Bách Thảo Đường. Nghe nói như thế, ngay từ đầu Trần Linh Quân còn không cho là đúng, cho rằng buổi tối có thể còn cần hắn đi thăm người bị thương một chút. Nửa đêm canh ba, ngay tại hắn ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, Mạnh Phàm một tay đem hắn lay tỉnh, Trần Linh Quân lắc lắc đầu, lập tức tỉnh táo lại. Lúc này hắn mới mơ hồ nghe được bên ngoài truyền đến tiếng kêu giết, chỉ thấy trong lều những người khác đã đang cầm tốt tấm ván gỗ, giống như đang chuẩn bị, vì vậy hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Mạnh Phàm. Đây là đêm tập kích bắt đầu, chúng ta cũng phải chuẩn bị tốt, nhìn ra Trần Linh Quân nghi hoặc, Mạnh Phàm giải thích nói chúng ta cũng muốn lên. Trong đó một người mới tới dò hỏi. Lập tức liền xuất hiện một mảnh xì xào bàn tán, dù sao cũng là đám 15-16 tuổi thiếu niên, để cho bọn họ đi giết người khẳng định có chút sợ hãi. Đây là tự nhiên, Bất quá chúng ta không cần cầm đao đi lên chém giết, chúng ta phải làm chuyện là đem trên doanh trại bị thương huynh đệ mang về nơi này cứu trị, nếu có ai dám không nghe lệnh, tự tiện trốn đi, ban quy xử trí. Đương nhiên, tận tâm tận lực người, trong ban cũng sẽ có khen thưởng. Mạnh Phàm nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, các tân nhân lúc này mới an tĩnh lại. Hiệu lệnh một chút, Trần Linh Quân cũng đi theo đoàn người cầm cán cứu thương đi tới bên cạnh doanh trại. Ở chỗ này, đã có thể rất rõ ràng nhìn thấy chém giết thân ảnh, nhìn đối phương quần áo, người tới phạm rõ ràng là Phi Long Đường người. Mà bên cạnh mình ngoại trừ các xạ thủ đứng ở trên tháp tiễn, đại bộ phận huynh đệ đều lao ra khỏi cửa trại, cùng đối phương chém giết thành một đoàn. Mới đầu Trần Linh Quân còn rất kỳ quái vì sao không cứu thủ, như vậy không phải có thể giảm bớt thương vong sao? Sau đó mới hiểu được, nguyên lai là bởi vì Phi Ưng Bang chiếm cứ ngọn núi này không có hiểm có thể thủ, một khi bị công tới cửa sơn trại, đó chính là tràn ngập nguy cơ, mà xông xuống đánh nhau, nương theo lực lượng trùng kích, cũng có thể gia tăng phần thắng, cho nên ngoại trừ người phụ trách cứu trợ ở lại trong trại, những người khác đều phải xông xuống. Đương nhiên hai ngọn núi kia cũng là tình huống tương tự. Chỉ chốc lát, thương vong liền bắt đầu xuất hiện. Có một huynh đệ trên tháp tiễn đã bị người của Phi Long Đường bắn trúng, từ trên đó ngã xuống. Trần Linh Quân vội vàng cúi đầu, cẩn thận tránh một ít tên, cầm cán cứu thương chạy tới. Ngay khi hắn chạy tới bên cạnh người bị thương, chuẩn bị nâng người bị thương lên tấm ván gỗ. Đột nhiên cảm thấy sau lưng có một cỗ lực đẩy cực lớn, Trần Linh Quân thoáng cái không đứng vững, cả người lăn lộn xuống sườn núi. Chương 7 Vạn phần hung hiểm. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Trần Linh Quân lăn xuống sườn núi lúc này mới phản ứng lại, mình bị ám toán. Cũng coi như Trần Linh Quân mạng lớn, trong quá trình lăn xuống bị mấy thân cây ngăn lại. Giờ phút này trên sườn núi khắp nơi đều dơ đuốc, đèn đuốc sáng trưng tự như ban ngày. Không phải do hắn suy nghĩ nhiều, dưới chân núi địch nhân đã chính hướng hắn bên này vọt tới. Mau tới đây, còn sững sờ ở đó làm cái gì? Cách đó không xa phía sau cây nhỏ, một hán tử hướng hắn hô một tiếng. Trần Linh Quân phục hồi tinh thần vội vàng xoay người, chạy về phía người đàn ông kia. Đa tạ sư huynh, ta là đệ tử Bách Thảo Đường, không biết sư huynh ngươi là? Đừng nho nhã, ta là Huyết Nhận Đường Hứa Khải Minh, gọi ta Khải Minh là được rồi. Đối phương nhìn chằm chằm người xông lên, không thèm để ý chút nào nói. Tuy rằng Trần Linh Quân cũng không phải lần đầu tiên thấy máu, nhưng trước kia đều là máu thú, hiện tại vọt tới đều là người, khiến cho trong lòng hắn tăng thêm vài phần khiếp đảm. Cầm lấy, Từ Khải Minh đem một thanh đao, một thanh cung ném cho hắn, cũng nói. Không cần sợ, đối diện nếu vọt tới trước mặt ngươi, chỉ cần xuống tay, bằng không nếu là nương tay, chết chính là ngươi. Trong lúc bọn họ nói chuyện, người của Phi Long Đường sắp vọt tới cửa hàng rào. Chỉ thấy trong hàng rào vô số hòn đá cự mộc đột nhiên lăn xuống, đem đại lượng địch nhân xông lên trực tiếp đập xuống. Nhìn thấy Trần Linh đều là hết hồn hết vía, đó đều là từng sinh mệnh sống động, ngay tại đây trong nháy mắt công phu biến mất. Dưới sự chèn ép của khối đá cự mộc, đại lượng địch nhân bị đập rơi xuống. Nhưng người của Na Phi Long Đường cũng giống như thủy triều liên miên không dứt, thấy được uy lực của cự thạch lăn xuống, người phía sau cũng thông minh lên, trốn ở phía sau một ít cây nhỏ, chờ đợi cự thạch lăn qua, lại tiếp tục xông về phía trước. Thời gian nửa chén trà, hòn đá cự mộc cũng đã mất sạch. Nhìn những tảng đá lớn trên núi không còn rơi nữa, xông lên, các huynh đệ, Phi Ưng Bang lăn đá xong rồi, chỉ nghe dưới chân núi không biết nơi nào một thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, người của Phi Long Đường bắt đầu trùng kích hàng rào. Người hai bên liền bắt đầu chém giết. Trần Linh Quân trốn ở sau cây, kéo cung thành hình trăng tròn, một mũi tên bắn ra, một gã đệ tử Phi Long Đường kêu thảm một tiếng, liền ngã xuống núi. Hảo tiễn thuật, ngươi ngay tại đây phóng tiễn, ta đi, chú ý an toàn. Từ Khải Minh nói xong liền trực tiếp vọt ra ngoài. Chỉ thấy hắn giơ tay lên đao rơi, địch quân một gã đệ tử cứ như vậy chết ở lưỡi đao của hắn phía dưới, địch nhân máu tươi đến trên mặt của hắn, hắn cũng không có chút nào để ý. Phi Long Đường chỉ huy vừa nhìn, ngắn ngủn một lát công phu đã bị Từ Khải Minh cùng đồng bọn của hắn giết hơn 10 tên Phi Long Đường đệ tử, vì thế chính hắn vội vàng xông lên, lại kêu gọi ba người, cùng nhau ngăn cản Từ Khải Minh, nếu lại để cho hắn như vậy giết xuống, không bao lâu nhân tâm liền tản. Chỉ thấy bốn người vây quanh Từ Khải Minh, đao đao hướng chỗ yếu hại của hắn chém tới, nhất thời Từ Khải Minh cũng chỉ có sức chống đỡ, không có cơ hội phản kích. Mà bởi vì Từ Khải Minh bị ngăn cản, thế công của Phi Ưng Bang bị ngăn cản, hàng rào phía Tây đã bị đệ tử Phi Long Đường công phá, không ít đệ tử mơ hồ lui về phía sau, tình thế giờ phút này đã tràn ngập nguy cơ. Trần Linh Quân cũng bất chấp những thứ khác, hắn treo cung ra sau lưng, cầm đao chém về phía một trong bốn người kia. Mà bốn người này chỉ lo vây giết Từ Khải Minh, cũng không nghĩ tới lúc này còn có người dám xông lên, bị Trần Linh Quân một đao chém bị thương cánh tay phải, nhất thời liền đau lăn lộn trên mặt đất. Thấy một chiêu đắc thủ, Trần Linh Quân đắc thế không buông tha người, lại chém về phía một người khác, bất đắc dĩ, đối phương đành phải buông tha cho Từ Khải Minh, vung đao ngăn cản công kích của Trần Linh Quân. Trần Linh Quân cũng biết rõ vừa rồi là thừa dịp người ta chưa chuẩn bị mới đắc thủ, hiện tại đối phương toàn lực ứng phó chính mình khẳng định không phải đối thủ, liền chạy ở bên cạnh, cuốn lấy đối phương, chỉ cần phá hư bọn họ vây giết Từ Khải Minh là được. Vừa thấy bốn người đi hai người, áp lực của Từ Khải Minh giảm mạnh, lập tức ổn định lại. Kết quả là, song phương ở trước hàng rào vô cùng lo lắng chém giết, ai cũng không làm gì được ai. Mà giờ phút này ẩn thân sau cây Trần Linh Quân cẩn thận quan sát chiến trường, hắn hiểu được nếu như không trừ đi mấy nhân vật mấu chốt, cục diện bế tắc này sớm muộn sẽ bị đối phương đánh vỡ. Sau khi quan sát một hồi, thật đúng là bảo hắn phát hiện mấy tiểu đầu mục, bọn họ phụ trách an bài điều hành nhân viên. Trần Linh Quân đáp lên ba mũi tên, cung thành trăng tròn, vèo một tiếng, ba gã tiểu đầu mục không hề phòng bị trong chiến đấu lên tiếng ngã xuống đất. Theo bọn họ ngã xuống đất, lập tức khiến cho xung quanh một trận rối loạn, bọn họ chung quanh quan sát, rất sợ mũi tên này hướng đầu của bọn họ mà đến, mà này dừng lại, lập tức đã bị Phi Ưng Bang người phản công trở về. Vừa thấy kế sách hữu hiệu, Trần Linh Quân lại thừa cơ bắn liên tục mấy mũi tên, ngoài trừ một người của đối phương may mắn tránh thoát, những người khác đều chết dưới mũi tên của hắn, lần này hoàn toàn làm đối phương kinh sợ. Cảm thấy một màn này, Từ Khải Minh một đao bức khai đối thủ, la lớn. Địch quân đầu mục đã chết, xong a, giết một cái thưởng bạc 5 lượng, có lẽ là thưởng bạc mị lực, Phi Ưng Bang đệ tử khí thế lập tức tăng 3 phần, trực tiếp ngăn chặn Phi Long Đường. Vốn có vài đệ tử lui về phía sau cũng một lần nữa vọt xuống, đệ tử Phi Long Đường vừa thấy tình huống không đúng, lập tức xoay người bỏ chạy. Người của Phi Ưng Bang dưới sự dẫn dắt của Từ Khải Minh truy kích 3 năm dặm, lo lắng doanh địa bị Huyết Lan Bang thừa dịp hư mà vào, liền kịp thời chạy về. Thấy bọn Từ Khải Minh truy kích trở về, Trần Linh Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khải Minh huynh không bị thương chứ? Phi Long Đường xác định rút lui rồi sao? Trần Linh Quân đi lên phía trước hỏi. Ta có thể có chuyện gì, đám nhóc con kia không làm ta bị thương. Về phần Phi Long Đường, lui xuống núi, lúc này thật sự là nhờ có ngươi. Từ Khải Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Khải Minh huynh, có câu ta không biết nên hỏi hay không? Trần Linh Quân do dự nói. Đừng lề mề, chúng ta đều là huynh đệ, có cái gì cứ nói thẳng, lần này Từ Khải Minh ngược lại có chút không vui. Cũng không có vấn đề gì lớn, chính là lúc này đây người Phi Long Đường công kích doanh trại chúng ta, vì sao không thấy Mạnh Nhàn quản sự cùng những người khác? Trần Linh Quân thấp giọng hỏi. Vừa nghe lời này của Trần Linh Quân, Từ Khải Minh lập tức ra hiệu cho người trong lều lui ra, sau đó đến gần vài bước giải thích với Trần Linh Quân. Lần này doanh trại phòng thủ cũng chỉ có chúng ta những người này, ai, cho nên nói may mắn có người cái kia mấu chốt mấy mũi tên, bằng không nếu là bị phá vỡ hàng rào, bọn họ liền trực tiếp xông lên núi. Một khi bị xông lên đỉnh núi doanh trại, cái này mỏ sắt liền cùng chúng ta không có quan hệ, kỳ thật ba bên lén có ước định, bên nào đỉnh núi doanh trại bị công phá, bên kia liền rời đi, bằng không ai cũng không muốn không công đáp ứng tánh mạng của mình. Về phần bọn Mạnh Nhàn trưởng lão, nếu Phi Long Đường có thể đánh lén chúng ta tự nhiên cũng có thể. Thì ra là thế, Trần Linh Quân bừng tỉnh đại ngộ, thật đúng là một lão hồ ly. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, Trần Linh Quân tạm thời cũng không có chỗ để đi, trở về doanh trại trên đỉnh núi lại không an toàn, dứt khoát ở trong lều của Từ Khải Minh. Chương 8. Tặc tâm bất tử. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Trần Linh Quân ngồi xếp bằng trong trướng giờ phút này cũng không rõ, đến tột cùng là ai sẽ hạ độc thủ này với hắn. Trong khoảng thời gian hắn tiến vào Phi Ưng Bang, có xung đột lợi ích chỉ có cùng Lý Tùng Lý quản sự, cùng với thiếu niên kia. Chẳng lẽ là bọn họ? Hay là nói trong đó còn cất giấu bí mật gì không muốn người khác biết? Ngay tại thời điểm hắn trăm mối vẫn không có cách giải, một đoàn người từ ngoài trướng đi vào. Đó là Mạnh Nhàn, Mạnh quản sự, Lý Lưu Hồng ba vị quản sự cùng với Hứa Khải Minh. Trong lúc Trần Linh Quân đánh giá đoàn người bọn họ, đột nhiên hắn phát hiện trong mắt Lý Tùng hiện lên một tia dị sắc, tuy rằng chỉ lóe lên, nhưng vẫn bị Trần Linh Quân bắt được. Sau khi mời mọi người ngồi xuống, Mạnh quản sự đứng lên. Kế hoạch lần này có thể thành công, nhờ có các vị, chờ sau khi trở về, ta sẽ thành thật bẩm báo cho ban chủ. Mấy vị khác liên tục nói không dám. Mạnh Nhàn trấn an mọi người, lại xoay người nói với Trần Linh Quân. Nghe Khải Minh nói, lần này có thể bảo vệ doanh địa, nhờ có ngươi, không biết ngươi là người nào. Đệ tử mới vào bang không lâu, trực thuộc Bách Thảo Đường. Hồng huynh thật có phúc khí, có cấp dưới bực này. Ha ha, Mạnh huynh khích lệ, đây không phải phúc khí của ta, mà là phúc khí của Phi Ưng Bang. Ta nhớ ra, ngươi không phải Lưu huynh mang đến đúng không? Đúng vậy, Lưu quản sự chính là người dẫn đường cho đệ tử. Nói xong lại hướng Lý Khả Hành thi lễ. Lưu Năng ở một bên vuốt râu, khoác tay áo, lại nhìn Lý Tùng một cái, cười ha ha, bộ dáng rất đắc ý. Tối nay đánh tan Phi Long Đường, như vậy kế tiếp chính là đọ sức với Huyết Lan Bang. Chờ ngày mai ban chủ tới, chúng ta có thể toàn lực đối phó với Huyết Lan Bang. Phi Long Đường có quay lại hay không? Hứa Khải Minh ở một bên xen miệng hỏi. Thiếu ban chủ yên tâm, ba bên đã sớm thỏa thuận, nếu Phi Long Đường dám trái với ước định, cho dù có tiên sư ở phía sau làm chỗ dựa, trong thành cũng quả quyết không có nơi dung thân cho hắn, hơn nữa cũng không phải chỉ có Phi Long Đường hắn sau lưng có tiên sư. Hồng Tiền giải thích. Không ngờ Hứa Khải Minh lại là thiếu ban chủ, trách không được mấy vị khách khí với hắn như thế. Giờ phút này Trần Linh Quân yên lặng đứng ở một bên, nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Sau đó là chuyện mấy người thương nghị, Trần Linh Quân rất tự giác rời khỏi lều trại, đi tới một bên trong rừng cây nhỏ. Nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay, Trần Linh Quân đột nhiên có một loại cảm giác cấp bách, hắn cảm thấy đối phương đã xuống tay với hắn, liền khẳng định sẽ không bởi vì thất bại mà buông tha. Xem ra mình phải nắm chắc tu luyện. Vì thế hắn liền xếp bằng ngồi xuống, dựa theo trong đầu ký ức Thanh Mộc Quyết tầng thứ nhất khẩu quyết tu luyện lên. Hắn cũng không sợ bị người nhìn thấy, bởi vì hắn là đệ tử Bách Thảo Đường, cho nên tư thế khoanh chân nhắm mắt cùng Bách Thảo Đường nhắm mắt dưỡng thần cũng không khác nhau. Chỉ là lúc này đây tu luyện lại cùng hắn ở trong phòng tu luyện bất đồng, hắn cảm nhận được không trung từng hạt màu xanh điểm sáng bị hắn chậm rãi hút vào trong cơ thể, dựa theo đại chu thiên vận chuyển cuối cùng thu quy về đan điền bên trong. Ngay tại lần thứ ba vận chuyển chu thiên thời điểm, phản phất đánh vỡ bình chướng, Trần Linh Quân cảm giác trong đầu mình hiện ra chung quanh 20 trượng cảnh tượng, giống như là mắt mình tận mắt nhìn thấy bình thường. Trần Linh Quân sợ chính mình cảm giác sai rồi, lại mở mắt nhìn, quả nhiên cùng chính mình cảm giác được giống nhau như đúc, nhớ lại Thanh Mộc Quyết trên ghi chép, xem ra chính mình là đột phá tụ khí kỳ một tầng. Hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, biểu đạt nội tâm vui sướng, hắn rốt cục có một tia cảm giác an toàn, nếu lại học được tụ khí một tầng pháp thuật cuốn quanh thuật thì càng tốt. Cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình đột phá, nguyên lai ở chỗ rừng cây, tu luyện lại sẽ nhanh hơn, trách không được gọi là Thanh Mộc Quyết. Khi hắn ổn định tốt cảnh giới mở mắt ra, mặt trời đã lên cao. Thần kỳ chính là, hắn lại không có một chút cảm giác mệt mỏi. Khó trách người người đều muốn tu tiên. Lúc này mặt trời đã lên cao, chỉ thấy Từ Khải Minh đi tới chào hỏi Trần Linh Quân cùng đi vào trong trướng lớn. Thủ vệ ngoài trướng mặc dù thấy được Trần Linh Quân, nhưng thấy là thiếu ban chủ mang đến, cũng không có ngăn trở. Cha, đây chính là Trần Linh Quân mà con nói. Chỉ thấy Từ Khải Minh triều chào hỏi một người, chỉ thấy người này thân dài 8 thước, râu tím mắt xanh, mắt có tinh quang. Tuy rằng Từ Khải Minh đã lớn như vậy, nhưng nhìn qua hắn cũng chỉ hơn 30 tuổi. Đệ tử Trần Linh Quân tham kiến ban chủ. À, ngươi chính là Linh Quân. Khải Minh khen ngợi không thôi. À, không tồi không tồi. Hứa ban chủ hướng hắn gật gật đầu, liền không nói gì nữa. Trần Linh Quân thấy vậy, lui sang một bên. Không bao lâu, 4 vị quản sự liền đi vào trong trướng. Tuy rằng bọn họ cũng rất kinh ngạc đối với sự hiện diện của Trần Linh Quân, nhưng thấy ban chủ không nói chuyện, tự nhiên cũng coi như không thấy được. Nếu người đã đến đông đủ, chúng ta liền xuất phát đi. Hứa ban chủ nói ngắn gọn rõ ràng, mang theo mọi người chạy tới một sườn núi nhỏ khác. Hứa ban chủ đã lâu không gặp, phong thái không giảm năm đó nha. Không đợi đoàn người Trần Linh Quân trình diện, một thanh âm đã hướng bọn họ áp tới. Nó làm rung chuyển cây cối xung quanh. Truyền âm ngàn dặm, không cần ngạc nhiên. Chu lão quái ở đây cần gì phải cố làm ra vẻ huyền bí, hù dọa tiểu bối chứ. Hứa Phụng Niên cũng không cam lòng yếu thế, môi khẽ nhếch. Tự hồ vừa nhìn cũng không chiếm được tiện nghi gì, đối phương cũng không có động tác gì nữa. Không lâu sau, đoàn người đã tới đỉnh núi. Mà mọi người Huyết Lang Bang đã sớm chờ ở đây. Hứa bang chủ nhưng là nổi danh đúng giờ, chưa từng nghĩ hôm nay lại đến muộn, không biết còn tưởng rằng tối hôm qua ngủ bà Di không dậy nổi giường đâu này. Người của Huyết Lang Bang vừa nghe bang chủ nhà mình trêu chọc như thế, lập tức cười ha ha. Chu lão quái, những kia không lên được mặt bàn tiểu kỹ xảo liền không cần lộ ra, người ta hôm nay gặp nhau, không phải là vì này quan sát hạ tinh cương thạch mà đến sao? Tinh cương thạch là vật gì, không phải nói là quan sát sao? Trần Linh Quân đầy bụng nghi hoặc. Đối diện vừa nghe lời này, nhất thời ngừng cười, trong nháy mắt thay đổi khuôn mặt. Nếu Hứa bang chủ khoái nhân khoái ngữ, Chu mỗ nhân ta không nói nhảm nữa, định điều lệ đi. Quả nhiên có thể làm người đứng đầu một bang, nào có hạng người đơn giản gì. Chu lão quái này nhìn có vẻ thô kệch, kỳ thật đó cũng chỉ là bề ngoài của hắn, nếu thật sự tin, ngươi sẽ cách cái chết không xa. Người giang hồ thì dùng biện pháp giang hồ, ta và ngươi mỗi người phái ra 5 người tỷ thí, thắng một trận được 2 thành, hòa một trận song phương mỗi bên một nửa, Chu lão quái ý của ngươi thế nào? Chỉ thấy Chu lão quái quay đầu cùng người bên cạnh thương lượng vài câu, sau đó nói ra. Chủ ý này của Hứa bang chủ không tồi, ta đồng ý, bất quá tỷ thí này ta cảm thấy là chuyện vãn bối, đám lão gia hỏa chúng ta không cần phải mất mặt xấu hổ, Hứa bang chủ, ngươi xem. Đây là tự nhiên. Hứa bang chủ cũng không do dự. Vốn trong chuyện này, Trần Linh Quân cảm giác mình cũng chỉ là làm nền, coi như là mình cùng Từ Khải Minh tới góp vui, xem kịch. Nhưng đôi khi, có một số việc luôn nằm ngoài dự đoán của bạn. Ngay khi mọi người Phi Ưng Bang định ra 4 người theo thứ tự là Từ Khải Minh, Lưu Thiên Tinh, Trâu Linh, Mục Thần, mà đang suy nghĩ chọn người thứ 5, Lý Quản sự đột nhiên lên tiếng. Chương 9. Hạ thủ quả quyết. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Khởi bẩm bang chủ, nghe nói đêm qua trong cuộc chiến Thủ Sơn, có một thiếu niên chiến công trác tuyệt, ta xem người thứ 5 này tuyển liền để cho hắn lên, ngài xem thế nào? Chỉ thấy Lý Tùng cười khanh khách nói với Từ bang chủ. Trần Linh Quân trong lòng mắng to, càng thêm tin tưởng chuyện lúc trước, chính là Lý Tùng giở trò quỷ. Mấy người khác vừa nghe, cảm thấy chủ ý này cũng không tồi, nhao nhao đồng ý. Linh Quân, ngươi cảm thấy thế nào? Từ bang chủ cũng không trả lời Lý Tùng, ngược lại trực tiếp hỏi Trần Linh Quân. Có thể vì giúp đỡ xuất lực, đệ tử tự nhiên bụng làm dạ chịu. Trần Linh Quân vẻ mặt bỏ ta còn ai? Bang chủ đã nói như vậy, chẳng lẽ mình còn có lựa chọn khác sao? Song phương quyết định xong nhân thủ, liền đi tới trên mộc đài dựng sẵn ở giữa. Trận thứ nhất Lưu Thiên Tinh đấu với Trần Mộ Hoa, chỉ thấy sau khi 2 người lên đài nói thân phận với nhau, liền động thủ. 2 người ở trên đài, ngươi tới ta đi đánh rất náo nhiệt, đệ tử hai bên họ hét trợ uy, càng khiến người trên sân nhiệt huyết sôi trào. Nguyên bản Trần Linh Quân cũng nhìn không rõ thế nhưng bên nào có ưu thế hơn. Chỉ là khi hắn luyện Thanh Mộc Quyết trước, thành công tiến vào tụ khí kỳ tầng thứ nhất về sau, thị lực của hắn, thính lực đều tăng mạnh một đoạn. Nhìn về phía 2 người trên sân, tuy rằng lúc này chiêu thức trên tay Trần Mộ Hoa tàn nhẫn, nhìn như đem Lưu Thiên Tinh đè ép đánh. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, huyết lan công trên tay Trần Mộ Hoa mặc dù tàn nhẫn, nhưng lại bại lộ nhược điểm hạ bàn bất ổn. Lưu Thiên Tinh tuy nói đang từng bước nhượng bộ, kỳ thật chính là muốn cho đối phương cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt, bỏ qua vấn đề hạ bàn của mình. Quả nhiên sau khi 2 người giao thủ hơn 20 chiêu. Lưu Thiên Tinh một chiêu thanh long vẫy đuôi hướng Trần Mộ Hoa hạ bàn công tới. Nhất thời Trần Mộ Hoa bất ổn, trực tiếp bị đánh ra ngoài đài. Các đệ tử Phi Ưng Bang hoan hô nhảy nhót, Hứa Phụng Niên không nói gì, chỉ cười quái dị với Chu lão. Chỉ là có đôi khi, lời này không nói ngược lại so với nói càng thêm kích thích người. Quả nhiên, Chu lão quái hướng về đệ tử nhà mình răng dạy một trận. 3 ván kế tiếp, song phương đều có tới có về. Cuối cùng hình thành cục diện hai bên đều thắng 2 lần, lần này liền khiến cho áp lực của Trần Linh Quân tăng nhiều. Mà ngay khi Trần Linh Quân chuẩn bị lên đài, Lý Tùng hữu ý vô ý thở dài nói. Vì mỏ này, huynh đệ trong bang tử thương không ít, thành hay không phải xem ván cuối cùng. Một câu nói này ra khỏi miệng, nhất thời liền khiến cho áp lực toàn bộ đến trên người Trần Linh Quân, nếu như thua, Trần Linh Quân hắn ở trong bang sẽ không có chỗ đứng, bị đệ tử trong bang phỉ nhổ, cho nên hắn phải thắng, ngay cả hòa cũng không được. Lý lão tặc thật đúng là chê ta chết không đủ nhanh, việc này chưa xong, luôn có lúc thanh toán với ngươi. Trần Linh Quân trong lòng thầm mắng. Chỉ thấy Trần Linh Quân cầm trong tay một thanh cương đao, sau lưng đeo một cây cung công đi lên đài. Phi Ưng Bang, Trần Linh Quân. Huyết Lan Bang, Chu Sở Nhất. Sau khi báo cho nhau về nhà, Trần Linh Quân cũng không nói nhảm nữa, bước ra một bước, lực phách Hoa Sơn, hướng đối phương chào hỏi mà đi. Chu Sở nghiêng người né, trở tay là một kế, hắc hổ xuất tâm, đánh về phía ngực phải. Trần Linh Quân thu đao không kịp, đành phải dùng tay trái ngăn nó lại, lại bị chấn động đến toàn bộ tay trái tê dại. Hai người trong nháy mắt lại giao thủ mấy chiêu. Trần Linh Quân vừa nhìn như vậy không được, dù sao chính mình không có hệ thống học qua võ công, tuổi cũng không bằng đối phương, tiếp tục đi xuống. Tỷ lệ mình thắng được cực kỳ bé nhỏ. Vì thế toàn lực một đao bổ ra, đem đối phương bức lui đồng thời, sau đó một cái diều xoay người lui về phía sau, đem hai người khoảng cách kéo ra. Thu đao lấy cung liền mạch lưu loát, ở Chu Sở Nhất còn chưa kịp phản ứng, liền liên tục bắn 3 mũi tên hướng đối phương trên dưới 3 đường công tới. Chu Sở Nhất vội vàng xoay người, né tránh. Ngay sau đó liền muốn hướng Trần Linh Quân vọt tới, chính hắn cũng rõ ràng, không thể bị làm biên ngắm, vì thế hai người một người xông lên muốn cận chiến. Một người khác luôn có thể ở chỗ mấu chốt một mũi tên bắn ra, cắt đứt, liền muốn tiêu hao hết thể lực của đối phương, lại quyết thắng thua. Chu lão quái, xem ra mỏ này quanh đi quẩn lại, vẫn là thuộc về Phi Ưng Bang chúng ta. Hứa Phụng Niên cười ha hả nói với Chu lão quái. Nói còn sớm, này không phải còn không có phân ra thắng bại sao, ngươi làm sao liền biết con ta không có cái gì ác chủ bài đâu này. Tuy rằng tình thế trên sân đối với Huyết Lang Bang bất lợi, nhưng Chu lão quái cũng không phải là người dễ dàng chịu thua. Người nói vô tâm người nghe cố ý, Chu Sở vừa nghe hai chữ ác chủ bài, liền từ trong lòng móc ra một vật, ném xuống mặt đất. Oanh, một trận vang thật lớn, trên đài một trận khói đặc phiêu khởi. Chu lão quái, chẳng lẽ Huyết Lang Bang các ngươi chỉ biết đến âm thầm sao, ngay cả phích lịch đạn cũng dùng tới. Ha ha, Hứa Bang Chủ, chúng ta cũng không nói không cho phép sử dụng chứ. Hừ. Trần Linh Quân nhất thời cảm thấy không ổn, một mảnh sương mù tràn ngập, căn bản không thấy rõ vị trí của đối phương. Ngay khi hắn nghĩ nên ứng phó như thế nào, trên lưng một trận đau nhức. Đã là bị đối phương nắm lấy cơ hội bắn trúng, nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Một lát đồng hồ, tuy rằng hết sức tránh né, nhưng thân trên đã bị đối phương tổn thương mấy chỗ nghiêm trọng nhất là ngực trái ngực, nếu lại lệch nửa phần, tại chỗ chính là tử vong. Xem ngươi còn có thể trốn tới khi nào. Một trận thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai Trần Linh Quân. Xem ra đối phương muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Trần Linh Quân lúc này cũng bất chấp những thứ khác, lập tức vận chuyển linh lực, nhất thời liền cảm thấy bốn phía có chút động tĩnh nào cũng bị hắn nhận thấy được. Mấy lần công kích kế tiếp đều bị hắn khéo léo né tránh, nhưng trốn mãi cũng không phải biện pháp. Vì thế hắn liền nghĩ tới vừa mới bắt đầu học cuốn quanh thức, nếu đối phương xuống tay vô tình, như vậy chính mình cũng không cần lưu lại đường sống. Chỉ thấy hắn đem hạt giống trộm trong lòng lấy ra nắm trong tay, âm thầm đem linh lực trót vào sau, trực tiếp chôn vào trong đất. Chờ đợi đối phương đến gần, quả nhiên không để cho hắn chờ lâu. Chu Sở lặp lại trò cũ, lại đánh về phía ngực trái của hắn. Ngay tại Chu Sở Nhất tới gần một khắc kia, hai đầu dây leo từ dưới đất chui ra, trực tiếp quấn lấy hai chân của hắn. Chu Sở nhất thời lảo đảo một cái, ngã xuống đất. Trần Linh Quân vừa thấy cơ hội tới, lập tức rút đao. Nhân lúc hắn bệnh muốn hắn chết. Ngươi lại biết tiên. Lúc này Chu Sở nhất nhìn theo chân hướng thân thể hắn quấn quanh dây leo, đang muốn kinh hô. Nhưng không đợi hắn nói xong, Trần Linh Quân trực tiếp chém về phía cổ hắn, nhất thời thi thể chia lìa. Thấy Chu Sở vừa chết, hắn vội vàng đem dây leo chém thành từng mảnh nhỏ. Không lâu sau sương khói tản đi, trên đài chỉ còn lại một mình Trần Linh Quân. Ngươi dĩ nhiên, vậy mà giết con ta, vậy ngươi cũng phải cho con ta chôn cùng. Dưới đài truyền đến một tiếng Tây Tư Lý rít gào, Chu lão quái nhảy lên, hướng Trần Linh Quân đầu lâu chọc tới. Trần Linh Quân không chút hoài nghi, nếu như bị bắt, vậy tuyệt đối có chết không có sống. chỉ đành mạnh mẽ chống đỡ, một đao hướng đối phương bổ tới. Một kích này của Chu lão quái tuy rằng bị ngăn trở, nhưng cũng không dễ tiếp nhận như vậy, dưới dư chấn, Trần Linh Quân trực tiếp bị đánh rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi không ngừng. Hai người giao thủ chỉ ở giữa điện quang hỏa thạch, chờ Hứa Phụng Niên kịp phản ứng, Trần Linh đều đã bị trọng thương. Hắn lập tức cũng bay lên đài, ngăn Chu lão quái lại. Đường đường là người đứng đầu một bang, trước mắt bao người lại hạ sát thủ với vãn bối, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt mũi. Bớt nói nhảm đi, đệ tử ngươi giết con ta, phải đền mạng. Chu lão quái hung tợn nhìn chằm chằm Trần Linh Quân. Chương 10. Lấy được bảo. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đợi sau khi Huyết Lan Bang rời đi, các đệ tử phía dưới hoàn toàn hoang hô nhảy nhót. Không sao chứ? Hứa Khải Minh nhanh chóng tiến lên nâng Trần Linh Quân dậy. Không sao, chỉ là bị thương nhẹ thôi. Trần Linh Quân không ngừng ho ra máu, thân hình cũng có chút lảo đảo. Làm tốt lắm, đối mặt Chu lão quái còn có thể bảo trì trấn định, Ngọc Lộ Hoàng này ăn vào đi. Hứa Phụng Niên gật gật đầu, khen ngợi nói. Hồng huynh, người ta tiến cử cho huynh không tệ, huynh nên thưởng cho hắn, nếu không ta sẽ không thuận theo. Lưu Năng một bên trêu ghẹo nói. Ha ha, Lưu huynh yên tâm, Ngọc Thô bậc này ta tự nhiên bồi dưỡng cho tốt. Hồng Tiền nhìn Trần Linh Quân cũng là vẻ mặt hài lòng. Lý Tùng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Trần Linh Quân. Trần Linh Quân tự nhiên cũng hiểu được ý tứ của đối phương. Chính mình lần này vì diệt khẩu, giết Chu Sở Nhất, Chu lão quái tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Tỷ thí kết thúc, Trần Linh Quân bởi vì bị thương, không có tinh lực tham gia đại hội khen thưởng, một mình đi chữa thương. Trần Linh Quân ngồi xếp bằng trong lều 3 ngày, dưới hiệu quả trị liệu của Ngọc Lộ Hoàng, hắn mới ổn định thương thế 5 thành, còn lại 5 thành còn cần chậm rãi dưỡng. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, tuy rằng mình đã đi lên con đường tu tiên, nhưng là tu vi của mình quá thấp, lại không có học thành pháp thuật gì, cho nên đối mặt võ công cao cường giả, vẫn là rất nguy hiểm. Đối với việc mình giết chết Chu Sở Nhất, Trần Linh Quân ngược lại một chút cũng không hối hận. Cho dù lại để cho hắn lần sau quyết định, hắn cũng sẽ không do dự nửa phần. Hắn biết rõ một khi bị Chu Sở Nhất tuyên dương ra ngoài, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà tình cảnh hiện tại, cùng lắm thì trước hết trốn ở Phi Ưng Bang bên trong, chờ chính mình cảnh giới đi lên, pháp thuật tu luyện tốt, sớm muộn có thanh toán ngày đó. Bên kia Hứa Khải Minh lúc này truyền đến cho hắn một tin tức tốt, xét thấy hắn Thủ Sơn chi chiến cùng Lôi Đài tỷ thí biểu hiện nổi bật, cho nên đặc biệt cho phép hắn đi Phi Ưng Bang bảo khố chọn lựa 2 kiện bảo vật. Tin tức này ngược lại làm Trần Linh Quân cảm thấy ít nhất lần liều mạng này có vài phần giá trị, chỉ là không biết trong bảo khố kia có bảo bối gì. Đệ tử trong bang nghe được tin tức này, phần thưởng này cũng quá mức đi. Ngươi nếu cảm thấy quá mức, ngươi cũng có thể đi tỉ thí, chỉ sợ ngươi ngay cả Chu lão quái một chưởng cũng không tiếp được, liền chết, ha ha ha. Cái nhìn của bang chúng không đồng nhất, nhưng đại đa số vẫn cảm thấy phần thưởng lần này của Trần Linh Quân là xứng đáng, nếu không về sau ai còn chịu bán mạng. Đương nhiên rồi, ngoại trừ Trần Linh Quân, 4 người tham dự tỉ thí khác cũng nhận được phần thưởng, chẳng qua bọn họ chỉ có thể chọn một món bảo vật mà thôi. Mấy ngày sau, Phi Ưng Bang mọi người đã toàn bộ trở lại trong thành. Trần Linh Quân trở về Bách Thảo Đường lại bị Hồng Tiền gọi đi, nói là có chuyện phân phó. Trần Linh Quân vẻ mặt nghi hoặc, sự tình đều kết thúc, còn có chuyện gì cần để cho mình làm đây? Đi tới hậu đường, chỉ thấy trong hậu đường chỉ có một mình Hồng Tiền, nhìn thấy Trần Linh Quân đến. Linh Quân a, lần này biểu hiện xác thực rất tốt, tuy rằng ban chủ hắn đã từng có khen thưởng, nhưng là làm Bách Thảo Đường quản sự, ta cũng không thể keo kiệt, ngươi nói một chút xem, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Đa tạ quản sự tán thưởng, đệ tử chỉ là dùng hết sức mỏng manh, sao dám mặt dày đòi phần thưởng. Trần Linh Quân đương nhiên không thể nói thẳng, vội vàng cúi đầu nói không dám. Khiêm tốn quá độ chính là dối trá, nếu là có công không thưởng, vậy sau này ai còn chịu vì Phi Ưng Bang tận tâm tận lực nha. Hồng Tiền giả vờ cả giận nói. Cái này, nếu Hồng quản sự ưu ái, vậy đệ tử mặt dày, liền muốn cho quản sự giúp đệ tử an bài một chỗ ở độc lập yên tĩnh, cũng tốt để cho đệ tử chữa thương. Đã như thế, vậy quả thật cũng nên tĩnh dưỡng, Lục Minh à, lát nữa cậu sắp xếp cho Linh Quân một chỗ ở yên tĩnh, tôi nhớ gần rừng trúc kia có một căn nhà trống, vậy đi. Đa tạ quản sự, đa tạ quản sự. Trần Linh Quân luôn miệng cảm ơn. Hiện tại hắn ở Phi Ưng Bang bên trong thanh danh đã đại huyên, nếu lại tiếp nhận Hồng Quản sự khen thưởng, vậy tuyệt đối liền thành mọi người cái đinh trong mắt, trong thịt đâm, cho nên hắn mới không dám tiếp nhận cái gì ban thưởng. Hiện tại hắn thầm nghĩ làm cho mọi người quên lãng hắn mới có thể an tâm tu luyện. Dưới sự dẫn dắt của Lục Minh đến tiểu uyển rừng trúc, nơi này quả thật rất tốt, hai gian phòng nhỏ, trước phòng sau phòng đều có mấy cây tùng trúc bách. Hơn nữa cách trong đường tương đối xa, bình thường người tới nơi này cũng không nhiều, chính thích hợp hắn tu luyện. Đợi Lục Minh đi rồi, Trần Linh Quân thu dọn phòng xong liền đi vào trong tiên phủ. Sau đó hắn đem trong ngực tham mặt tới hạt giống trồng đến linh điền trung, tưới xuống nước sau, lại trở lại trong phòng tiếp tục tu luyện. Bên kia vài dặm bên trong Huyết Lan Bang, chỉ thấy Chu lão quái cầm lấy chén trên bàn đập nát xuống đất. Phế vật, một đám phế vật, ngay cả một đệ tử mới vào bang cũng không bắt được. Bang chủ bớt giận, không phải thuộc hạ làm việc bất lực, mà là tiểu tử Trần Linh Quân 10 ngày nay căn bản là không ra khỏi cửa lớn Phi Ưng Bang, kêu thuộc hạ như thế nào? Như thế nào? Lấy cớ, toàn bộ đều là lấy cớ, con của ta nhất định phải giúp ngươi báo thù, nhất định. Đúng lúc này, một trung niên râu dê vung quạt lên tiếng. Bang chủ bớt giận, nếu tiểu tử kia không ra, vậy chúng ta có thể tìm người đi vào nha. À, Văn Hiền có thượng sách gì, mau nói đi. Trung niên nhìn bốn phía. Còn không mau cút, không thấy ta cùng Văn Hiền có chuyện thương nghị sao, một đám phế vật. Là bang chủ. Người phía dưới sờ sờ mồ hôi trên trán, vội vàng lui ra ngoài. Bang chủ chớ vội, nếu hắn không đi ra, vậy chúng ta có thể tìm người đi vào nhà, bang chủ chẳng lẽ đã quên thanh y huyết sát lâu sao? Chỉ chốc lát sau trong phòng liền truyền đến một trận tiếng cười lớn. Mấy ngày sau, Hứa Khải Minh đi tới tiểu uyển của Trần Linh Quân, dẫn hắn cùng 4 người khác đi tới một chỗ cấm địa sau núi. Sau khi đi vào cấm địa mấy dặm, mấy người đi tới trước một vách đá. Hứa Khải Minh từ trong ngực lấy ra một khối thiết bài, đem thiết bài cắm vào khe hở trên vách đá, chỉ nghe tiếng ầm ầm vang lên. Trên vách đá rất đột ngột liền xuất hiện một cánh cửa. Đi vào cánh cửa này, bên trong là một thông đạo thẳng tắp, phía trên thông đạo khảm 10 mấy hạt châu cực lớn, cũng không biết là Dạ Minh Châu hay là Huỳnh Quang Thạch. Mấy người lại đi mấy trăm mét, đi tới trước một cái cửa đá. Trước cửa đá ngồi một vị lão giả nhắm mắt, vẫn là từ Khải Minh tiến lên thương lượng xong, lúc này mới để cho mấy người đi vào trong bảo khố. Các tiểu tử, không nên tham lam. Các ngươi có nửa canh giờ thời gian cầm thuộc về chính mình phần kia, nếu là bị ta phát hiện không thành thật, ha ha. Lão giả lúc mấy người đi vào còn không quên cảnh cáo. Tiến vào bảo khố, đập vào mắt chính là mấy chục cái thạch đài, mỗi cái thạch đài phía trên bày mấy chục kiện bảo vật, có điển tịch, có thiên tài địa bảo, cũng có thần binh lợi khí. Mọi người thấy thế, rất ăn ý tách ra đi tìm phần thưởng thuộc về mình. Cân nhắc đến thương thế của mình chưa lành, Trần Linh Quân đi tới chuyên khu thiên tài địa bảo, muốn tìm dược liệu có thể làm thương thế của mình nhanh chóng phục hồi như cũ. Tam sắc liên ngược lại có thể khôi phục thương thế, đáng tiếc hạt sen bị đào đi, nếu không có thể trồng xuống. Trần Linh Quân nhìn gốc hoa sen này lắc đầu, Cửu Diệp Tuyết Liên cũng là thánh dược chữa thương, bất quá tiên phủ hiện tại không có trồng nó hoàn cảnh. Ồ, đây là tử kim tham, rễ chưa gãy, còn chưa hoàn toàn khô héo, ngược lại có thể thử trồng xuống. Nhìn mấy loại thiên tài địa bảo, Trần Linh Quân lúc này mới chọn xuống. Kế tiếp hắn lại đi vòng quanh các bệ đá. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trên một cái bệ đá đặt một cái mặt nạ, hắn đi tới, cầm cái mặt nạ này lên. Trong tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo, mềm mại. Cũng không biết có phải hắn cảm giác sai hay không, hắn luôn cảm thấy mặt này có một tia linh lực dao động. Mà lúc này, mấy người khác đều đã chọn xong, thời gian còn lại cũng không nhiều. Trần Linh Quân hạ quyết tâm, liền lấy mặt nạ này ra.